Mày đẩy gì mà sát cái mặt tao dữ vậy, bê tây quỷ già này. Để tao thải đôi lai đây nha. Chị ta mua bán chiếc tay thấy để cũng gần tháng rồi. Còn chiếc nữa không? Bởi hỏi chị có chiếc nữa, chị giấu đâu bên kia kìa, cái tới tận tháng này chị có lấy mới đâu. Chiếc gì mà tao giấu bên kia chiếc mày? Bởi hỏi chị kêu để ở bên kia, rất ở bên kia chiếc thì nói gì á. Đó lo. Xong rồi cái chị để đây nguyên tháng này rồi. Tao nói ngày vậy? Mai giờ lạnh bị dẫn tôi lên đi khám tâm lý đi. Dạ. Này đã chơi cống mình vui vẻ. Ta có tư chảy máu. Ta có tư chảy máu. Ta có tư chảy máu nào? Ai ai đứng chân vui vẻ mày kéo kéo đuôi như thế. Nó quay đầu lên hút. Quay lại chỗ. Kéo lại hả? Ờ, được hả? Cám ơn cơ rồi hả? Mình giúp luôn. À. Nó hiền khuôn rồi mà. Ừ. Thì sẵn cớ quay lại để giúp tôi chịu. Trời đất ơi. Hello chị Hạnh Nguyên ơi. Tao đã dẹp. Bởi tao nói thương cực kỳ mới vô bấm nút chia sẻ này. Sang Nguyễn có giấu. Hồi chiều này chị Sang Nguyễn vô, nào vô hỏi không có giấu. Ta nhắn tin lên thử phải có giấu không giấu, tôi chuẩn bị được mở tôi giật giật. Nãy mới chặn con mẹ nè. Vô chào tôi xong mà. Vô chào tôi xong mà cái dạ em chào chị đó, cái em mới hỏi có gì không chị, cái dạ em không có quen chị nhưng em quen hai mẹ con nhà con Diễm. Chồng em bị hai mẹ con nhà này tiêu khiển đi theo hai mẹ con nhà này một cách mê muội, chụp một đống hình qua. Em nhờ chị nói với gia đình chồng chị ấy khuyên hai mẹ con này em ở Quảng Bình còn chồng em thì lao động ở bên Hàn Quốc. Ờ vân vân và vân vân. Thôi mày bị ngáo đá hả bà nội? Mày có bị uống thuốc lắc mà quên uống thuốc nhẹ hay không? Nó kêu vậy em nhầm, xin lỗi chị tao chặn luôn. Má ở đâu vô rồi trời? Đụng má thiệt, mới chiều rõ ràng World Cup chiều nay ai tay đụng cái live stream. Rõ ràng World Cup chiều nay á trời đất ơi. Rõ ràng mới nãy thua phải không tay? Tao nói chiều nay có nhiều đứa đi nhảy cầu rồi, đủ má còn mấy má đi theo chồng mấy má cho World Cup đi nghe rồi không có tiền mua quần mua áo tôi. Ờ đi bắt đồ gì đó đi, bắt Ả Rập Xê Út, bắt cái gì đó đi, Croatia, bắt đồ Argentina, đồ Messi đồ đi nha. Đầu hàng tôi xuống dưới, em ơi tại hôm qua chị đi theo thằng Messi đi. Tôi nói cho mấy má biết á, đừng có nói hàng xuống dưới chị ơi, tôi theo thằng Messi đâu là coi liệu hồn mấy má đó nha. À, liệu hồn mà nhắc nhì nhì thôi chứ không có nhắc nhiều đâu nha mấy má. Có chị là Ngọc Diễm nó làm view trừ cái áo lấy về nha. Ừ. Vui hàng bơm. Chứ cái gì ở đây mà bơm là tôi sale hết 60 ngàn. À, bác bà đang có tiền mua đồ trời má ơi không ta. Không không mấy là bác banh ăn á, bác banh ăn không nói nha. Ờ có hai đội chẳng lẽ tao bác không không trúng. Ờ bác hay mấy má nha, bác đi rồi bán nhà lầu xây nhà cầu, bán con áo này 60 ngàn, 60 đến 90 ký áo lê việt mua đi mấy má, hàng bơm á 60 ngàn áo lê việt bán sale 60 ngàn, chỉ bán một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Thường tao nói con một người lớn thích ăn lắm, một đêm duy nhất, một đêm duy nhất áo lê việt của Văn Thảo Nguyễn. Ê Văn Thảo Nguyễn áo lê việt ủa chết mẹ cho quên nhai mà trời ơi mày dẫn ra cái nguyên miếng không kìa, cái tiền sáu sáu chục. Alo chị Hồng Phượng biết hãy nuốt mà chưa chưa nhai cái miếng đó, cái là dĩa ra nguyên miếng không kìa, cái dĩa
Bông Cham đó hả chị? Dạ 300. Nhưng mà chắc mai 21 mới về tới nơi á, tại Hà Quảng Châu đó. Nè, bỏ sẻ hàng lỗi của ông Trang nè. Hàng lỗi của ông Trang bỏ lên kia. À, em có bộ đồ đây nè, bộ hồng cánh sen nè. Nhưng mà em bán xe cho mấy chị một nửa giá, có một bộ thôi. Anh Phước lấy cái bộ hồng cánh sen, tại vì cái bộ đó hồi bữa cái chân váy nó hơi dính hồng một tí. Em bán xe cho mấy chị 160, nhưng mà để coi thử chị nào may mắn. Tại vì chị nào, em coi thử size của chị nào, size L. Size L này 72-82kg nha. Size L 72-82kg là cái bộ sau lưng nè. Nè cái chân váy hồi bữa bộ này em quên trả về coi, cái chân váy nó hơi dính hồng hồng. Nhưng mà thật sự là nó không sao đâu mấy chị nha. Vòng đó đeo ở ngứa không chị Yên? Vòng đó đeo ngựa không chị Yên? Đeo ngứa không chị Yên? Không. Bông Cham loại hàng Quảng Châu về. Tại vì về Việt Nam tụi nó thao túng tâm lý, tụi nó bán 400-500-700 đó. Chứ cái dòng đó mang lên cưng lắm. Dòng đó mang cưng lắm. Bộ 160 nha. Cái chân váy nó hơi bị dính hồng tí nha. Rồi Hồng Yến Ngô Thị bán cho 160. Hồng Yến Ngô Thị với Yên coi ba món nha. Con mắt con giống mẹ cái hello chị Nguyễn Vân, coi giống mẹ cái áo dây để mặc hay sao? Đi mẫu. Nghĩ nó kêu mà cắt hàng bên mày nói đó. Cho nó không có tốt lành gì đâu. Tối gửi đồ cho em nha. Thúy Nguyễn Thị có cái ở đây không mà tối gửi đồ vậy? Em ơi đừng khóc, nó mắc con chị, đi. Cái chị này, chị với chị Tức Hương vậy sao mà đọc không hiểu vậy? Cái chị gì? Rồi chụp qua báo hàng bom đây, đơn giản lắm, báo hàng bom đi. Ai muốn bắt chó nó mèo gì, ai muốn làm gì làm, để tao tu đi nha, tao sắp thành Phật rồi. Chuyện gì? À giá tao chiều đó, bỏ này mà dạng cái chữ nhưng người ta khen dễ thương. Nè quần hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Ừ, nguồn hàng Việt Nam xuất khẩu nằm bên này đúng không? Sale luôn, hàng bên sale luôn. Cho thúc dây lên bàn ở đây bỏ, thòi tôi lên bóc. Buồn quá chị Yên ơi, dạo này bán hế. Chị ơi, chị bán tháng 10 lô được rồi chị. Bình thường mình bán 1 tháng 80 lô, giờ kinh tế thị trường bán 1 tháng 10 lô là chị đã đỉnh rồi nha chị nha. Chị là coi như xuất sắc rồi nha chị. Lấy gói xong đi xong nhà đi. Lấy gói xong đi xong nhà đi, nhưng mà chị chia làm hai lần thôi. Lấy gói xong đi xong nhà đi, xong rồi đóng cửa lại. À, cái đồng nhận rầu ngựa lắm, trời ơi qua các con đồng ngựa. Con còn đi eo 84 nè. Dạ đúng rồi, không giải ngân được. Ở trên đây lô đất của bà em 27.5 tỷ. 27.5 tỷ mà bán tiền mặt 8 tỷ nó mất luôn, chị bây giờ nợ quá nợ rồi. À. Đó, eo này eo 82 nè, mà con riêng này màu đẹp lắm nha. Con riêng này sale cho mấy chị 130.000, ok chưa? Gọi coi dạng eo 82. Gọi coi dạng eo 82. Gọi coi dạng eo 82 con riêng này nha. Con riêng này gọi coi dạng eo 82. Máy má bơm sao nổ sao không nổ chết cho rồi trời má ơi, nổ chết cái bụng cái nó banh xác nha mấy má, đừng cho nổ chết. Như lâu lâu cho nó chèo cái đu đủ té dập vú đủ má đi băng vết thương 10 triệu, lâu lâu chèo cái ốm té dập hai giải đi vô tao nói viêm giá giống như ông Bảy bữa trước nó tốn 5-7 triệu vậy đó. Đủ má cái nổ bom nổ cái bụng cái nó đâu có biết cảm giác ở đâu đó, từ từ chết la chết lớn chết từ từ nha mấy chị thương hàng chiếc lị 10 ngày ở cho tôi đừng ha. Cục này không có gì chị nên không. Nếu mà đồ gì à? Đồ em có thể đồ bóng. Đó, đừng cho tụi nó chết vậy nha, em không có vui. Đừng có cho tụi nó chết vậy, em không có vui. Trời, chết từ từ thôi mấy chị nha. Đúng không chị Phúc? Nổ bom một cái bùm đủ mấy. Nó nổ bom cái bùm trong vòng 10 giây, cái nát bê nó đâu cảm nhận được. Trời ơi, con yêu. Quần đó phía sau chị chuyển khoản cho em coi chị. À, đầm đá phía sau chị xe cây cho em coi đó. Trời ơi bị đẹp nha Duyên. Tao bán gần hết rồi đó. Mà đúng không chị Vân? Đúng không chị? Mà mệt nói lắm, bữa nay em chỉ chụp hàng bơm qua để em tránh bán những người đó thôi. Còn em nói thì có nhiều lúc em nói chị nghe,
nó đi dạo tung tăng với người yêu, đủ má cái dắt một cục đá tí gãy ra cửa đi trồng 8 triệu đó vậy á, cho chưa. Rồi con quần này sale cho mấy chị 100.000 nè, tại mẹ nó đi sale luôn nha. Ủa quần này form đẹp lắm nha, nó giống như quần tây á, nhưng mà form này form legging đi. Nhưng mà con này chị nào mà còn cỡ 85kg đến 95-100kg mặc con này nè, 85kg đến 95kg mặc cái con quần này là vải đẹp đỉnh luôn, 100.000 sale. Đúng ôi trời ơi, ý nghiêng trời à. Nãy giờ chưa chửi luôn á bà nội, nãy giờ chưa hề chửi luôn á, vi tu 100.000 nãy giờ em chưa hề chửi luôn á ha. Thôi kệ đi chị ơi, thì đó em nói chị Đới Nguyễn Thị á, em nói chị chăm khách em mà khoảng cỡ 9 năm chị ủng hộ mà năm chị năm bà bơm là cũng gãi ngứa gì em hết trơn á. Cho nên hồi xưa còn chửi, hồi xưa chửi ghê lắm chị Đới, trời má ơi, hồi xưa chửi lửa bùm luôn á. Cái bài gì mà cái thằng gì bán ra đó, hồi xưa em chửi cò đó, nay bớt chửi rồi. Nay bớt chửi rồi chị. Nay lớn rồi, nay mọc lông mắt rồi, bớt chửi rồi. Nay giờ thương rồi. Nay giờ thương rồi, chiều nay bà kia bắt em quá trời luôn, ngại. Nay dễ thương rồi chị Đới. Họ không có biết là quần đó khách lấy rồi, cô Tám Cô đây nè. Ồ dạo này tôi bị khách chửi nhiều lắm, qua có mẹ Nguyễn Hoa cứ vô chốt cho em 90kg nha, xong qua nít khác chốt 90kg nha chị, xong vô em xin địa chỉ điện thoại không có, xong cái em qua á hả, qua cái vô tiếp tục bộ 90kg, cái em nhắn tin cho bà em nói chị ơi chốt hàng mà không cho địa chỉ chốt điện thoại rồi lấy gì chốt, má nó chửi là em chưa kịp giúp mặt luôn. Con điên, giá mày không báo, giải mày không báo, giải gì, giá mày không báo, có sai hay không mày đéo nói, mà mày kêu tao là chốt hàng, chốt con cạc gì, đụng má thì chưa nói gì luôn á. Trong khi đó nó vô nó kêu chốt 90kg, chốt 90kg mà đụng má, nó hạ cái mỏ ra nó hỏi là chị ơi vải thì có co giãn không, chị ơi bộ này có ký em không, chị ơi bộ này em mặc em có lá bờ mu, em lá bờ chim, em lá bờ mông không. Nó không hỏi tôi, nó vô nó chốt không, mà tôi nói lại nó, cái nó chửi tôi tổn thương dễ sợ. Đủ má, thiệt chứ. Đủ má dạng này tự nhiên cái em bị hiền. Xuân hỏi để hai cục hồng rồi đủ không? Gửi lại lòng hay cho ai? Xuân hỏi để chị giải quyết. Xuân hỏi để hai cục hồng về để anh kia đi. Nó nói chuyện đàng hoàng mà. Cái năm này là 90kg nè. Chị nào mà 85-90kg hút con đồng 450 nè. Năm này nếu mà chờ để sale thì khỏi chờ nha. Trời ơi, nay tôi nói làm giống như tôi thành Phật rồi trời. Thiệt, nay giống như tôi thành Phật rồi nha mấy chị. Trời ơi, tối tụng kinh rồi chứ má ơi. Trời ơi, mấy chị vợ vợ nghe chùa mà chửi chết rồi. Xin chị dùng cái giặt quy tân bưởi. Đang nhậu nó cũng cái bon quá. Một cái bà như Hòn gì đó, hàng đợt này mà Hòn về thì đừng bán nữa. Nghĩ sao mà Hòn nè. À, con này quần này em 90 thôi nha. Quần này em đang bán nên không có sale. Xe nó bị chọi, khó chị sẽ bồi nhà em bắt hát ở đâu la. Nếu lời chúng mình hai đứa. Cái chương váy jean này mà chị nào chưa mua thì mua làm gì, tối nay sale hàng bên có 42 người trời. Chị nào mà chưa mua con này thì mua nha, con này 200, con này là chân váy. Chân váy yếm ha, mấy chị coi con dưới đẹp lắm nè. Con này là chân váy yếm nha. Con này là eo từ 80 đến 98 là vừa ha. Con này eo từ 90 đến 98 là vừa. Lừa phật bùng cao nguyên ý. Like 5 phút được không, ai mua em đi coi đá banh nha. Em với chồng em đi bảo á. Đừng giỡn nghe em. Lừa phật bùng cái đó là chút nữa phân ra tiền. Lừa phật bùng cao nguyên ý. Bộ này bán cho 80 nè. Bộ này size 60 đến 72kg. 88 người xem hộ, sao em coi trên màn hình này có 43 người xem trời. Má dạo này yên rin nhiêu vậy, con rin nó 200 á bé nè. Bộ này bán kia cho 80.000 thì o nè, thì o 60-72kg phải co giãn ha đó, phải co giãn gì bốn. Em có thêm màn hình em có hiện lên 43 người xem, 60-72kg tám bán cho 80.000. Trời ơi, giống như trời thiên thôi, giống như Tam Tạng nói trời thiên á, bỏ đeo thành Phật con. Trời má ơi, không được rồi em thấy không được rồi.
bé coi là eo 90 hả Duyên cũng vừa. À Yếm Duyên đó hả? À Yếm Duyên thì 250 nha hả Duyên. Trời ơi con này đẹp lắm nha. Đẹp bà cú nậu bà cú ngoại luôn chứ không phải đẹp thường đâu nha Á Duyên. 250 nha, tụi nó hỏi con quần Duyên. Đẹp bà cú nậu luôn nha. Nói cho biết ha. Form này mang với giày thể thao là tao nói hụt xì dầu OB lắc luôn. 80.000 nè. Mấy chị chín giờ em biết rồi chín. À, đừng có kêu con là má được không Diễm Phúc Dương. Ờ à, đừng có kêu em là má được không. Dạ buông bỏ thành Phật đi chị. Buông bỏ thành Phật đi nha. Chốt. Chốt của bé Á Duyên 250 nè. Á Duyên 250. Bập bung bập bung bập bung bập bung. Áo sơ mi. Áo sơ mi mới về chưa bán luôn bơm. Ừ áo sơ mi giờ gỡ cái giấy đi ra rồi giặt giùm em nha. Tại lúc in sợ dính á. Ha. Ủa bữa giờ mày không thấy mẫu đó hả? Cho em xem cái jean đen eo 102. Cho em. Cho chị xem cái jean đen eo 102. Jean đen eo 102 nó nằm bên kia rồi chị. Nó nằm bên kho bên kia rồi. Nó không có nằm bên này chị. Tại bên này nó trong cái hàng bơm thôi. Ờ, ừ, trốn quay chứ không, nó ế lòi lồn luôn, cái lòi rúng gì nữa. Nè, về giặt giùm cho em nha mấy chị. Áo này rất là đẹp rồi, 200.000 sale cho 160.000 áo sơ mi đen. Áo sơ mi đen này size là size 70-88kg. Sơ mi đen vải mềm lắm. Rồi, bà này, bà nè, có bà chị, bà bơm hàng em cái cục mà gì vậy? Áo sale 80 với cái món gì mới 200 ha, chị về thành phố á. Bà vô bà nói chuyện cũng dễ thương. À chị Hồng Lương, bà vô bà nói chuyện cũng dễ thương. Mà nói chị ơi, em nhìn trong hình cái áo này nó mềm rũ. Mà khi giao qua em không thấy nó mềm rũ như suy nghĩ của em. Cho nên em không có nhận hàng. Em nói thiệt với mấy chị, em không trả lời bả một tiếng nào luôn á. Đó, trăm sáu của chị à, Hồng Hạnh Phạm. Em đâu biết trả lời sao đâu. Tại vì trong suy nghĩ của bả là bả nhìn cái áo sơ mi đó nó bị mềm. Mà giờ tới nhận tới nơi nó không có mềm rũ như cái suy nghĩ của bả thì bả không nhận hàng. Em đâu biết nói gì đâu nha. Lần sau mua hàng lại em đi rồi cứ chuyển khoản hết rồi đi hàng dễ chịu lắm. Rồi Hồng Hạnh Phạm bán muốn bán nhiêu bán. Dễ chịu lắm muốn bán nhiêu bán. Rồi em lên cho con áo vest 80kg nè. Em lên cho con áo vest. Con này là size 75-85kg nha. Con này vải đẹp lắm 200.000. 75-85kg áo vest đen. Con này hàng xưởng nhảy yên nha. 75-85kg trời ơi tao nói đẹp lạ đẹp lùng chui vô mùng vẫn còn đẹp. 200 không có sale nha. 200 không có sale. 200 buông bỏ thành Phật nha mấy chị đừng có chửi nữa. Buông bỏ thành Phật. Áo vét đi nha mấy chị nha. Áo vét mà móc nó lại đi móc lại. Áo vét nha. Ai chốt vét chốt giùm em vét. Dạ đầm đá trắng nè mấy chị. Đầm đá trắng thì em có size nha. Đầm này 280. Đầm này vải co giãn 280.000. Đầm này có size. Đó chút nữa bỏ mấy cái này ra rồi phân xong. Áo vest có ở đâu không Tuy? Áo vest đen 200. Áo vest đen vest Burberry rồi vest ấy rồi ấy á. Rồi em lên cho mấy chị một cái con quần 7 tấc bán sale 90.000 luôn. Con này eo 86. Con quần 7 tấc này eo 86 bán sale cho 90.000 luôn. Bán sale 90.000 quần 7 tấc nha. Chị nào chốt quần 7 tấc chốt lên giúp giùm em quần 7 tấc ha. Quần 7 tấc mấy chị ơi. 7 tấc. Cái gì đây? Hư tôn. Bộ sắn ngực này nè. Bộ sắn ngực này bán sale cho 160 nè. Bộ này size 70-80kg. Bộ này size 70-80kg nha. Chị mặc vừa quần. Em có đọc eo á chị. Em có đọc eo á chị Kha Phan Thị Thùy Mai. À em có đọc eo là quần đấy. Alo mấy chị ơi quần này sale 90.000 eo 86 nha. Đó. Nè bộ sắn ngực 70-80kg. Chị nào không chốt hối hận cả cuộc đời. Cả 160. Nhưng mà mấy chị ơi 60 đến khoảng cỡ 77kg thôi nha. Dưới yên dáng cao người mẫu rồi thì tới 80kg được. Còn mấy chị thì tới 77kg thôi. Bộ sắn ngực xả 160. Bộ này vải đẹp lắm. Bộ này vải rất là đẹp nha. Ai chốt bộ này chốt lên giúp giùm em bộ này nha. Nó có hai bộ lần mấy chị. Một bộ sắn ngực đen và một bộ sắn ngực vàng. Hai bộ đều xả 160 ha.
Chị Nguyễn Chi nè. Chị Nguyễn Chi 16 nè, còn một bộ vàng nữa, chị xả 16 luôn. Nha. Lừa bập bùng. Bập bùng bập bùng bập bùng vàng. Chốt giùm em vàng eo 86, eo của chị Phan Thị Thì Mai là 80kg là eo 100 nha. Eo 100 nha, eo 86 là khoảng 66kg trở xuống thôi. Ha, đây nè mấy chị. Đây nha. Tháng này là Vu Lan báo hiếu đó nha mấy chị. Lưu ý giùm em nha, bộ này là bộ vàng. Em mặc bộ này lên mấy chị bao phê. Ha. À, một bộ D. Cái gì? Một chị được rồi. Sao cái đầm người ta bỏ mất cái này nè? Ở cái đầm ta nó bị lật hai nút rồi. Ok, yêu trăm. Rồi, chốt cho em mã vàng. Chốt cho em bộ vàng. Em mặc bộ này lên, nó coi mấy chị coi cái phơm áo nè. Chị Chi ơi, chị Chi có chốt thêm bộ này không? Alo. Alo, chị Chi ơi. Rồi mặc ở trong con áo caro, con vàng ngồi. Chắc nó dúng dân tộc thiểu số cà răng thanh tai quá. Thôi, bộ này bỏ bịch đi con. Em eo 86, ngực 101. Họ mua lúc nào cũng về bóp. Tại vì sao biết duyên không? Tại vú bự. Vú bự mà eo nhỏ là tính hay là mày giống người mẫu nước ngoài á? Ha? Tại nó vú bự mà còn eo nhỏ nữa. Vú bự eo nhỏ mà mông nhỏ nên má tao hụt với cái con em dâu này mắng đẻ này. Tao không chịu đâu nha. Xếp hồng eo 80. Sọt hồng eo 80. Xếp hồng. Xếp hồng. Xếp hồng eo 80. Thực sự cái con này là nếu là size L là 60-70kg là size của chị. Nhưng mà con áo khoác này là áo khoác form blazer, blazer gì đó là form rộng nha. Đó, có size chị Loa. Nếu là chúng mình bộ vàng của chế Hiếu Trúc nè. Nay bộ vàng bao nhiêu ký đi? Dạ 70-80kg chị. Tao táo mày một cái thì chết mẹ mày tại chỗ liền nhân ti nha. Nha mày. Bộ đồ 200 tư xe 160 mà nó đọc cho chị Hiếu Trúc 100 nè. Làm giống như nó em nuôi chị á. Trời đất ơi là trời. Em bán cho con áo thun là hàng Việt Nam xuất khẩu xe cho 90 nè. Nè mấy chị xin không? Tay đẹp lắm rồi xe cho 90 nè. Hàng này coi dễ nha. Con này chị nào mà khoảng cỡ 90kg 95kg hốt tàu mới cho em 90.000 áo caro. Áo caro 90.000. Tuyết hello. Em chỉ có một ước mơ là mấy má bờ mạng. Em thì vú càng ngày càng nhỏ mà mong càng ngày càng kẹt cửa thôi. Cầu vượt. Bộ vàng khách lấy rồi chứ. Làm gì đây? Nè đầm này á họ tôi giao sỉ cho không đủ giao sỉ cuối cùng bơm tôi. Rồi con này size 72-82kg 280 sale cho 220. 72-82kg trộn con này mà mặc Mary chịch mệt là nguyên ngày đó đi chở đề khách sạn nó chịch mệt nghỉ luôn. 220 72kg-82kg đầm đỏ. Ok không mấy chị? Trời ơi bán cho hết hàng nè mấy chị ha. Áo thun caro của chị Phi Lâm Hoàng 90.000 nè. Phi Lâm Hoàng 90.000 hả Ti? Tao đọc rõ rồi nha Ti. Ủa sao áo sơ mi mình bị bom không vậy ta? Thun caro khách lấy nha chị Nguyên Mai. Dạ áo đó khách lấy rồi chị Nguyên Mai. Này chị Nguyên Mai lạc bạn đâu vô đây vậy? Dạ đừng có cho địa chỉ số điện thoại trên này chứ ơi. Nè à, chị Phi Lâm Hoàng hôm trước cũng mua cho em số điện thoại. Rồi em xin địa chỉ không thấy đâu hết. Trời này chị vô thì cho em cái địa chỉ nha chị Phi Lâm Hoàng. Dạ đầm đỏ của chị Cúc Thủy là 220 của chị Cúc Thủy. Em không ai chịch em không ai chịch mệt hết khỏi mua. Ủa mày không ai chịch mệt hả? Để tối tao đang ở chợ Tuy Hòa Giang cho nha. Tối thật em gái nuôi Ái Duyên cần người chịch mệt đù má. Ngày mai nhà mày đông nhất sớm luôn. Ái Duyên mày đợi tao đi. Dạ đầm đỏ khách lấy rồi chị Thâm. Đề nghị bà cũng cơm bà đặt lại cái tên nên tôi kêu chị Thâm tôi cũng mệt nữa nha. Ồ quỷ à. Rồi em lo nha chị con sơ mi. Con này dưới 77, con này dưới 77 80kg nha. 60-77 80kg đẹp không? Rồi con này xả cho 160 luôn ha. Con này xả cho 160 chứ không mà tao nói tao nó bị bắt cái sao chàng hạ. Bán tới bán lui, bán tới bán lui, bán tới một. Chị Phi Lâm Hoàng có chị Cúc Huy và cho em xin địa chỉ số điện thoại nha, em có nhắn tin cho hai chị rồi. Dạ chị Phi Lâm Hoàng lần trước cũng chốt đồ cũng cho địa chỉ, cũng cho số điện thoại, không phải có địa chỉ với chị bên nhà em, không có gọi điện chốt hàng. Nếu mà có chốt hàng cộng với cả mua bên 50
Dạ chị Phi Lâm Hoàng cọc cho em cái kẹp Mobi 50 nha. Con đầm này là bữa của ai má qua thời gian cái mình quên mất. Là con đầm này là của rồi nhớ anh Khoa chị Hạnh. Lấy cái bao anh Khoa chị Hạnh mở vô. Dạ Vĩnh Long. Chị Phi Lâm Hoàng. Chị Phi Lâm Hoàng ơi, chị có thể mua cho em cọc rồi cho em cái kẹp Mobi 50 được không chị ơi? Cho em cái Mobi 50 nha. Con quần này eo 115 nè, con quần này đúng 100kg. Chị nào mua con quần hàng bơm này em bán cho mấy chị 70.000. 70.000 chưa bằng giá quần lấy vô nha mấy má. Nhưng mà eo, nhưng mà 100kg, đúng 100kg hốt, không đúng 100kg đừng hốt nha. Đúng 100kg hãy hốt con quần này sale 70 nè. Quần lưng thun lai lật à. Ha. Quần lưng thun lai lật sale 70. Chế nào chốt con quần này chốt giùm em. Eo 100, quần 70 của Bích Thủy nè. Bích Thủy 70. Dạ chị Cúc Lê đây nè. Chị Cúc Thủy đọc tin nhắn em đi. Em hãy nhắn tin chị Cúc Thủy á, biết sao không? Lỡ hay chị mua hàng em á, lỡ chặt rộng thì chị có báo em đổi size. Nhưng mà hàng sale thì bên em không cho đổi trả nha. Hàng sale thông báo là bên em không cho đổi trả. Hồi chiều có một chị gì chốt hai cái quần riêng đó anh ạ. Chị gì quên nè, ba chữ bốn chữ gì đó. Đa xa đi si đu tu gì đó. Chị gì à, nãy giờ phân đồ là hết chưa anh? Chị gì tên gì á? Có mấy chữ, ba bốn chữ á, đọc giùm em ạ. Lê Thị Nga. Không, bốn chữ. Ba chữ hay bốn chữ? Đó 200 Harry Bảo Hân. Đó 200 Harry Bảo Hân. Quần 70.000 khách lấy rồi chị ơi. Quần 70.000 khách lấy rồi nha. Cái đó là cái gì chốt chưa? Dạ đến không. Cái này của Harry không? Đây là chị. Dạ. Em mới nhắn tin chị Phi Lâm Hoàng á. Em mới nhắn tin cho chị Phi Lâm Hoàng rồi đó chị. Chị vào chị đọc tin nhắn giúp em đi. Dạ. Dạ. Nè quần ống bát rồi mấy chị. Quần ống bát rồi. Quần ống bát này 300 không có sale nha. Quần này mới về. Ê, bé bê vô coi trong tin nhắn hồi nãy có chị gì chị chụp hình chị gửi trong đó đó. Đổi cái quần đen này nè. Coi được có không? Chị gì đó đổi cái chị đó đi. Coi thử trong cái nhóm mà đặt hàng á. Cho số điện thoại. Xin like rồi. Đó. Chị ơi bộ đồ em dặn chị còn không chú bộ thầy. Coi thử chị Nguyên Mai dặn bộ chết chết mẹ. Chẳng lẽ em bị sót hả ta. Coi thử chị Nguyên Mai dặn bộ nào hả ta. Hello chị. Cô đàn bơm nãy giờ mà nó chưa thấm tiếng gì luôn á trời. Rồi xả con đầm đen nè. Xả con đầm đen nha.
nếu mà mình không thích mua hoặc là mình không có thích nhìn cái mặt của em thì mấy chị cứ cứ kiểu giống như là cứ đừng chốt hàng nè, con này nè 280 này chị Thâm Trần, 72 đến 82 kg, 280 xả cho mấy chị 220, tại vì coi trong hàng bơm em xả cho mấy chị luôn ha. Đó, Thâm Trần quần ống bát 78 kg, quần ống bát 78, trời ơi em nhiều quần ống bát lắm chị Hiếu Trúc ơi, em rất là nhiều quần ống bát, yêu chị nhiều, yêu chị 100 phải không? Để em lấy cái con quần ống bát này qua cho chị coi, đầm 85, đầm 85 cái gì vậy? Hết rồi chị Quyên Mai ơi, đầm 85 keo 10 là gì, áo đầm đen của Quốc Khang này, 220 của Quốc Khang, bộ hồng có màu trắng không gì, ở trong đó là chân váy trắng, áo dây đen kèm với là áo khoác blazer hồng ha, ba món nó vậy đó chị Hạnh ơi. Đầm 85 kg là mã nào em thích màu đỏ hả? Dạ ok chị. Chị Hiếu Trúc thích quần ống bát, rồi em qua em lấy quần ống bát chị, tuy để đó cho anh Bi làm, qua rút một con quần ống bát xanh đen size 12 chiều bỏ vô, kêu kêu để im ở đây nghe, lắng nghe nè, để một cái quần ống bát size 12 ở đâu? Thì nói chứ là cắt nước kia à. Thằng này tao giết được nó, tao giết không vô giáo. Một con ống bát đen size 12 với lại rút một con, rút một con ống bát size số, ống bát màu xanh bạc á, size số, size số 10. Cái đầm này đầm body nè, cái Yên cực kỳ thích con đầm này luôn. Này em nói mấy chị nha, một khi mà em bán hàng 5 năm rồi em sẽ biết được cái hàng nó bao nhiêu ký vừa. Dạ con này là từ 20 ký, con đầm body này từ 20 ký đến 90 ký, 95 ký vừa nha. Con đầm này 250 sale cho 190, mà con đầm này mấy chị mấy giày thể thao cực đẹp nha mấy chị nha. Và khi mấy chị kéo căng cỡ nào thì không bao giờ nó mỏng lên. Ừ con len này nó xịn vậy đó, 250 sale cho 190 hàng bơm nè. Nó có phải gấp hai mình người em không? Dạ con đầm này là free size 20 kg đến 95 kg nha. Con đầm này sale cho mấy chị với giá là 190.000. 190.000 con hàng này. Lưu ý giúp em. Cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị ơi. Này áo vest luôn nè. Áo vest luôn. Con sọ này eo 100, con sọ này sale cho mấy chị 70.000 nè. Con này mã 13 eo 100. Chị nào eo 100 là khoảng cỡ 80 kg bút con sọ này. Con sọ này nguyên hình nguyên dáng nó như thế này nè. Dạ mua đừng ý kiến giúp em nha. Con này mã 13 eo 100 rồi sale 70.000 sale lỗ đó. Cho nên chế nào vừa thì chốt đi ha. Chế nào vừa thì chốt đi. Rồi con quần nam này thì 208 sale cho mấy chị 200 là con này eo. Con này size 32, 70.000 của chị Tuyền nè. À, con này size 32 mấy chị, quần Lacoste nam. Con này 208 sale 200. Hàng này là không đổi trả nha. Hàng quần jean nam không đổi trả miễn bạc. 208 sale 200 size 32. Dạ khách lấy rồi ta chị. Ôi chân kì tế rất đúng con heo chân từ 70. Dạ cái đầm này là em có size từ 60 đến 100 ký. Đầm cổ tim đắp chéo ngọc trai tay. Đầm cổ tim đắp chéo ngọc trai tay và cái tay rất là đẹp ha. Đây nè, đầm này 280.000, đầm này phi vậy quý. Chị ơi, chị gì mà eo 98 đâu rồi? Chị gì eo 98 đâu rồi? Dạ chị Hiếu Trúc ơi. À, nhìn giúp em quần nha, quần này là 200. Nếu mà chị lấy quần ống bát mà hàng xưởng thì 300 nha. Thì nếu còn thì cứ báo em cho chị coi. Nhưng mà thật sự là những con ống bát hàng Việt Nam xuất khẩu vải nó đẹp hơn nhiều. Đây nè eo của chị nè. Nè, mai mốt chị đi có tiền chị cầm 220 chị đi kiếm con quần mà độ co giãn như thế này không có. Con này em có eo từ 80, nhưng nói chung là size nhỏ hết rồi đó. Còn eo từ 85, 86 trở lên ha. Quần này 220, quần gân nè. Ở bên đường này đều nó chạy gân hết ha. Đều nó chạy chỉ gân hết ha. Rồi con này size chị luôn nè. Quần ống bát kèm eo. Quần ống bát, trước lần em quần ống bát xanh bạc kèm với eo. Ống bát xanh bạc kèm eo.
khóa xanh bạc kèm eo. Dạ con này đúng luôn anh chị, con này đúng eo 98 luôn. Ôi em đọc cái size vô cái muốn xỉu luôn. Con này eo 98 luôn nè ha. Eo 98. Bill của ai mà đem về đi em nha. Rồi lên tiếp tục cho mấy chị, con này eo 100 nè. Con này eo 98 đến 102 nha. Con này eo 98 đến 102, con này có size số 8. Có size từ 8, 10, 12, con này có 3 size. Nè mấy chị coi nè. Trời ơi mấy chị coi nè. Đó. Thứ nhất là ba nút nè, nó có một mẫu viền vàng nổi và một mẫu không viền vàng. Quần này là quần ống bóp xanh đen là đẹp không? Đó chị Hiếu Trúc lấy con nào thì bám nha. Mấy chị lấy quần này thì bám em lấy quần kèm size ha, hoặc là kèm dòng eo. Mở này nè bê. Quần này kèm size kèm dòng eo nha mấy chị. Phương Linh Phạm. Những thành phần bất hảo. Má này tự chặn mình luôn nè. Lựa cho cố vô nghĩ, nghĩ sao mà vô lựa đôi giày giày độc và size 39. Nè. Chế nào ngày hôm nay còn lại đây là mừng nè. Sale 90.000 giày 39 nè. Sale 90.000 giày 39. Giày 39 giày bi thể thao sale 90.000. Con này mà mấy chị không giật em làm con mấy chị. Có em đẹp không? Mềm lắm nha. Rồi chốt giùm em giày 39 bi. Ủa alo, chị Hiếu Trúc còn ở đây không? Alo, chị Hiếu Trúc còn ở đây không? Giày của chị Nung Lê nè. Chị Hiếu Trúc còn ở đây không? Báo lên giúp giùm em nha. Dạ báo lên giúp giùm em. Giày chị khách lấy luôn nha mấy chị. Em lên cho mấy chị một con quần bảy cấp hồng, hồng bảy riêng. Con này sale cho mấy chị, con này bán cho mấy chị với giá 100.000. Dạ con này là eo 92 tương đương dưới 72 kg. Tương đương dưới 72 kg. Chốt giùm em quần hồng 100.000. À, ví dụ như mà mấy chị kêu em hỏi quần em, đồ em, nói em đi lấy đồ về cho mấy chị coi á. Hả? À, cho em xem quần lê xanh đen đi chị. Nhớ chị em cho chị Duy Phương này coi rồi mà ta. Thì ví dụ như mấy chị ưng hay không ưng làm ơn trả lời em nha. Chứ em ghim vô sổ thu giặt làm sao hỏi em cho chị ơi. Em mai em nhờ Ngọc Liễu chuyển chị nha, hay em chuyển cọc Mobi. Dạ em có nhắn tin riêng cho chị Phi Lâm Hoàng á. Dạ quần hồng 100.000 của Huyền Trang Lê. Chị Yên ơi, đọc lộn Nhung Lâm nha. Không, Nung Lê. Nung Lê nha gái. Quần đó là của chế, nó ở lộn đôi giày đó là của chế Nung Lê nha. Ủa có đọc Nung Lâm không vậy? Đọc Nung Lê nha chị, chứ không có đọc Nhung Lâm nha chị. À, chị nào hôm qua cao 1m46, chị đo giùm em cái dòng eo đi chị Duy Phương. Màu xanh bạc của chị Hiếu Trúc 220. Xanh bạc của chị Hiếu Trúc. Duy Phương ơi em chạy tung tăng ra em đo cái dòng eo đi. Nếu mà đó không sai thì dòng eo của Duy Phương nó nằm khoảng cỡ, nó nằm ở khoảng cỡ eo 88 hoặc 90 nhưng mà chưa biết được. 56, 59 kg là 1m5, 1m49, ABCD 50, 15, 20. Tí chữ dòng mẹ thì điện thoại mùi thân tức hỏi. Eo 88, nói gì đó. Eo 88 nha chứ. Nhưng mà cái con này nó có con viền vàng đẹp đó. Con này nó có con viền vàng đẹp mà vải đẹp lắm mấy chị nè. Phơm không? Nhìn mê, trời nhìn cái phơm nó mê ly lắm. Những cơm nó mê ly lắm. Trời ơi mẹ bệnh mà đi đâu đây vậy chị Tú Anh Đoàn? Mẹ bệnh mà chị đi đâu vậy? Hôm qua em có con đầm 350 nè Ti. Đầm 350 đầm kim tiến đó. Nè em có con chân váy nè. Con này 120 nha. Con này 120. Con này 120.000 quý vị ơi. Dạ con này là eo, là eo này là eo 95 đến 102 nè. Con này chị nào 75 đến 82 kg hốt con chân váy quần nè. Chân váy quần vải co giãn hàng Việt Nam xuất khẩu rất là đã nha. Dạ con này là 120.000 mấy chị ha. Con này còn một con. Chị nào chốt thì chốt giùm em 120.000 nha. 120.000 còn một con mấy chị đây nè. Đây nè chị chân váy của chị Huyền Trang Lê. Đây nè mấy chị ơi. Chân váy của Hiếu Trúc đi về lấy ha. Chân váy của Hiếu Trúc màu đen nè, size L nè.
Rồi chân váy của Trần Tuyền size L nè. Nó có chân váy hoa và chân váy màu xanh nữa nha mấy chị. Nó có còn cầm rồi luôn, có nó có lấy cái bao được. Nè chị Tú Anh Đoàn đẹp không? Chị Tú Anh Đoàn, trời ơi, của đất chén hoa nè, hàng Việt Nam xuất khẩu này, chén đẹp không? Trời ơi, con này phơm hơi bị hoàn hảo nha, con này hàng này là hàng 350 nè. 350 nha chị Tú Anh Đoàn. Lên chốt đơn luôn hả chị? Dạ ok chị. Con này size 12 ha, và có một con duy nhất thôi. Chị nào chốt thì chốt lên cho em nha. Áo sơ mi đó size chị Vương Hằng không vừa. Đó, áo sơ mi đó size chị Vương Hằng không vừa. Gì đây? Cờ ra con mấy, con mấy cờ ra. Tóc em dài em đi mà. Cái con đầm mà em mới đưa chị Tú Anh Đoàn size 12 dưới 75kg nó đã lắm. Con này 250, con này lên dệt không có sale nha, tại hàng này em có không có hàng bán. Con này không có sale. Con này của chị nào đặt quên nè. Rồi đây nè mấy chị. Ha. Con này của chị nào đặt em quên nè. Con này size 60 đến khoảng cỡ 60 đến khoảng cỡ 75-77kg. Nhưng mà 75kg là sẽ đẹp ha. Con này 250 cho mấy chị coi gòn là đẹp không? Xuất sắc. Con này 250.000 nha. Con này 250.000. Em lên cho mấy chị một con tôm mì. Con tôm mì đây size mã 12 eo 90. Con này tương đương 70kg là con này 220. Con này tương đương 70kg nha. Có tiền đi đường quyền, như mấy con quần này không có size để bán đâu nha mấy chị. Mấy con quần này là có tiền không có bán được đâu ha. 220.000 con chốt giùm em con tôm mì hai vạch ha. Mẫu đen nhiều ơi chị, cái này không phải màu đen chị, cái này màu lông chuột kim tím chị ơi. Này màu lông chuột kim tím nha. Con kiếm kiếm đầm màu trắng. Con kiếm đầm màu trắng này, tôm mì có size em không? Dạ riêng của Nhung Lâm, 220 của Nhung Lâm. 220 của Nhung Lâm. Con đó hình như hết size của chị Phan Thị Thùy Mai rồi, bên kho thì nhiều lắm. Đầm đen trắng phía sau cho chị xem, dạ để em bé nó mặc cho chị xem. Con đây có size 10 mấy nè. Có 14 không? Lấy con 14 đi. Em có một con jean này mấy chị. Một con jean ống bình thường ha. Một con jean ống bình thường. Con này là mã 54L95. Con này túi xéo đẹp lắm nè. Con này 200 không có xe. Con này 75kg nè. Chị nào đúng 75-76kg hút con này đẹp lắm. Con này L95. Nếu nào L95 hút cái con quần xanh đen này nha. 200. Hai con này nó có trong bao rồi, để em tùy qua đây đây. Nè chị Tú Anh Đoàn lấy con đầm 320.000 Việt Nam xuất khẩu nè. Con này là có áo khoác trắng kèm ở ngoài nha. Con này đầm phơm A, re 14, 34. Kèm một con áo khoác trắng ở bên ngoài nè chế ơi. Hả? Con này là 320.000 hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu chị Huyền Trang Lê nè. Trời ơi em về. Em về đầm với chân váy bên đó nhiều lắm. Tới xíu hôm qua mình kèm like. Em về chân váy giá rẻ lắm. Thực sự con chân váy dài bên này hạt sữa em bán 280 đúng không? Con chân váy dài. Con chân váy dài mà em về bên kia em chưa bung ra có size tới 100kg chỉ có 150, 160. Tấm mì hai vạch đó chị Khánh Hồng vừa nha. Chị Khánh Hồng vừa. Dạ xanh đen. Còn mẫu áo dài, dài tay nào nữa không? Áo dài em nhiều mẫu lắm chị Nguyễn Mạnh. Chị Nguyễn Mạnh nhắn tin cho em đi. Hoặc là đợi chút xíu bé nó thử cho chị coi nha. Dạ đầm này em có size 10, 12 và 14. Chốt giùm em đầm ren nha. Đầm ren size 10, 12 và 14 mấy chị ơi. À, đâu chân váy ở nằm bên kia rồi, không có nằm bên này. Nè chút xíu rồi có cái bao đầm dạ hội bán cả giá 180. Nó nhỏ thôi, chỉ có 5 con thôi, giật lộn với mẹ luôn. Chị mới điên. Nè nó nhỏ thôi nha, hồi chân váy đen giật lộn với mẹ luôn. Hiếu Trúc nè, cái chân váy đen này mấy chị về mặt nó bị si mê lắm. Nó bị mê tại mấy chị có cái vải đó nè. Đó nó bị si mê lắm. Hai con tấm mì hai vạch. Tấm mì hai vạch của Ngọc Diễm. Bây giờ về coi thử còn bao nhiêu con tấm mì hai vạch đêm qua đi tí. Hồi chiều đây đồ bung ra hết hả? Hay là chưa bung? Bung còn, hết rồi. Còn một bao chưa bung. Đó còn bao chưa bung bự. Ủa vậy còn cái bao ngoài cửa cũng bung luôn rồi hả? Hết rồi. À em không có bán size 55kg hay gì mấy, lấy mấy con tôm mì hai vạch ra bên hông á Ti ạ. Còn được mấy con lấy hết rồi đi. Rồi đây nè em có mấy con chân váy 120 nè. Dạ mà thông báo nó chỉ có màu xanh rồi, con này eo dưới 95 nha. Nè rồi đưa lại cho khách coi giới thiệu được rồi. Đây mấy chị đây là
làm là vải nhung ha. Dạ, co giãn ở phía sau nó mới đẹp, cái gì cũng co giãn thoải mái luôn. Vải nhung giá là 300.000 cho cái đầm này nha mấy chị được. Nha và có phần eo là dạ đợi em đính đá ha. Dạ đợi em lấy nha, Tây nó về nó lấy chị Diễm. Ủa bữa giờ chị Diễm coi like hoài mà chưa thấy vùng đó hả? Trời ơi 100 con mà giờ còn có 4-5 con ở nhà, không biết có sai chị không, đợi đem qua nha. Rồi con này eo 88-94-95. Con này giống như con chân váy hồi nãy 120 nè mấy chị. 120 chân váy quần. Chân váy quần 120.000 nha mấy chị nha. Con này chỉ có một size thôi. Eo 88-95, ai chốt chốt giúp em. Cái con chân váy quần đen nó có eo 101 nữa nha, chị nào eo 101 thì hốt đầu nó. Ôi vậy mà bữa giờ em tưởng đâu chị Diễm thấy, tại chị Diễm hay coi like á. Rồi em lên tiếp con chân váy 120 nè. Slay đi đẹp không? Trời má ơi con này chị mặc với áo thun đen là hột xì dầu Obelac luôn nha mấy chị, hơi bị dễ thương. Nó là chân váy quần nha, ở trong nó có quần ha. Ở trong nó có quần luôn nha mấy chị, ở trong có quần. Gì vậy? Đi lớn. Rồi bà con kiếm cái đầm, mấy cái đầm Việt Nam xuất khẩu mà size 14, 12, 14 hay không? Nãy giờ xả chưa hết thằng bơm luôn trời. Má thiệt cái chứ. Dạ cái đôi này là 300 nha mấy chị. Đôi này em có size đôi này 300 hả? Đôi này em có size 300 mà mấy chị nhớ nha. Đừng hỏi em giày làm bằng chất liệu gì là em đi cái đầu dưới đất luôn nha mấy chị. Có đầm tay dài, có đầm tay dài nhưng mà em không có size chị. Em bán size big size chị ơi. Bây giờ mày lấy cái bịch kẹo của tao hồi nè với Bi. Mày liệu hồn mày nhăn Bi. Chị uống không chè hay chị. Em có con áo nam nè à, em có con áo nam 200 nè, sale cho mấy chị 150 luôn nè. Sale mấy chị 150 con áo nam màu màu này ha à, đưa đầm dạ hội à, bán em từ từ chị. Từ từ cuối hàng bơm hết rồi chị. Hàng nó hàm lên giờ đó. Dạ em có con áo nè mấy chị. Con này chồng chị nào mà khoảng cỡ 70kg thì hốt ha. 65-70kg thì hốt phải, co giãn rất là đã ha. Áo xám mà cổ viền trắng. Con này 200 xả 150. Con này 200 xả 150 nha. 200 xả 150. Cái má này mệt ghê. Trời bán hàng bơm nữa. Má này mệt thiệt đó chứ. Cái má lùn đi chút dạo. Bán mệt thì có bơm không tức. Cái má lùn đi chút dạo mới tức. Dạ áo xám của chị Trang Minh Thư nè. Ở lộn. Áo nam của chị Kim Tuyến trước nha, xin lỗi. Dạ em lên cho mấy chị con áo tôm mì 100.000. Áo này 60-88kg. Áo tôm mì 3 lỗ nữ nè. Áo này mặc chi xinh đẹp lắm. Tôm mì ha. Chị nào chốt tâm mì chốt giùm em 150.000. Chị nào chốt tâm mì chốt lên giúp giùm em tâm mì. Trời má ơi, không đem đồ qua thì khách chốt cũng đã lắm. Đem đồ qua cái chứ khách không nói chuyện với tôi luôn. Dạ được cái em bán hàng cái riêng cái dáng chứ. Nếu là chúng mình hai đứa hai. Áo này 108 bán sale cho 100.000 nè. Hàng Quảng Châu bán xe giờ 100.000 nghe, bán mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa vậy. 65-80kg áo đẹp không? Ôi vậy nè mà đi bao màng em, cho em con áo này bán 120 nghe, 120.000 áo cam chữa, 120.000 áo họa tiết cam nha, đó, chân váy hồng, ủa bán cái chân váy hồng nào thế? Chân váy bông 78kg. Dạ áo nó bán 120 nha mấy chị. Áo bán 120. Chân váy bông này vải co giãn dữ dằn lắm. Rồi chân váy bông 120 nè à, Yên ơi cho mình xem đầm sơ cây 120 của chế Thanh Mỹ. Dạ đầm sơ cây nào chứ ơi. Nói cho em, đầm tối qua xuất ly hả chế hay đầm gì? Có đầm tới 110kg nha. Rồi em mới để con áo đâu rồi? Cái gì? Phía trước 120. Rồi áo này của chế Thanh Mỹ 120 nè, mới in đó. Rồi áo này sale cho mấy chị luôn nè, 108, hàng 108 sale công sở, sale 120 cho mấy chị nha. Thương em hốt giùm em 65-80kg. Con công sở này vải đẹp lắm nha mấy chị. Con công sở này đẹp tuyệt vời luôn ha. Rồi 108 xả 120 công sở 65-80kg. Chân mấy bông eo 88 của chị Nguyễn Thị Phúc. Rồi Nguyễn Thị Phúc nè, 120.000 Nguyễn Thị Phúc. Dạ lấy cho chị rồi.
À, đầm à, đầm xếp ly tối qua em lên đó không? Dạ ok chị. Chân váy què được uống hết đi, sữa mày cũng uống, bia cũng uống, về trà sữa mày chấm hai của Nguyễn Thị Phúc nè. Ủa chị ơi, chị Nguyễn Trang, chân váy bông hả chị? Chị lấy chân váy bông 70kg hả chị Trang? Mới để cái bịch vàng này đừng rác, chắc cứ ôm luôn rồi hả bây. Chân váy bông chưa kể còn cái người nó ăn nữa chứ. Máy quần quỳ nó cũng quơ hết trơn. Rồi chân váy bông của chị Nguyễn Trang nè. Nguyễn Trang 120. Dạ ok chị. Chân váy bông của chị Trang Minh Thư nè. Chân váy bông của chị Trang Minh Thư 120 nè. Trang Minh Thư mới in nè. Rồi Trang Minh Thư 120 nè. Rồi hồi nãy quần eo nhiêu? Hồi nãy quần 70kg. Rồi ai chốt quần tôm mì hai vạch ra mấy chị? Ai chốt tôm mì hai vạch chốt lên giúp giùm em. Nãy tôm mì của Ngọc Diễm đưa hai trái tôm mì gì đó. Hai tôm mì với con khuôn mực đó. Dạ, chị cho em xin con này eo, con này size 12 eo 94 nè. Size 12. Rồi con này của chị, con này của chị Ngọc Diễm nè. Trời chị Ngọc Diễm hên quá à. Chị Ngọc Diễm còn con này, Ngọc Diễm 220 nè. Ngọc Diễm 220 nè. Em có con size này. Con này eo 82 nè. Dạ tôm mì size chị không, chân váy bông. Chân ơi, chị Thanh Nguyễn ơi, chủ yếu là chân váy bông nhiêu ký không chị, chứ không có chủ yếu số điện thoại đâu. Con này eo 82 nè. Con này eo 82, eo 94 hết rồi đó. Có eo 82, 83 nè. Rồi eo 94 nè. Con này không biết của Song Anh có chưa nữa. Để cho Song Anh con này 220 đi ghi nha. Ghi Song Anh đi, chút báo sau. Nhắn cho chị Song Anh cái tin đi. Rồi em bây giờ em chỉ còn đúng một con size 12 thôi ha. Eo 96. Chị Thanh Nguyễn chân váy bông. Bên mình nhận hàng thanh toán tiền hả chị? Bên mình nhận đúng rồi chị, nhận hàng thanh toán tiền. Mà nói chung là chị Yến Trang biết sao không, em bán không có phải cái kiểu mà chạy phin bay bán xong đứt đoạn, mà em bán 5 năm rồi. Ví dụ như chị Yến Trang mà mua cái hàng đó mà lỡ, nhiều lúc nó tùy người mập mình chiều cao, tùy cân nặng, hoặc là tùy cái độ tuổi mình có xề người hay không, thì chị Yến Trang cứ mua cái đồ gì đó lên thì đưa địa chỉ, đưa chiều cao cân nặng em lấy size cho chị, mà lỡ xuống dưới chị kiểm tra hàng là đúng hàng của Yên thì cứ lấy, em ta đi Yên. Mà ví dụ như chị nhận hàng xong rồi chị vô chị nhận hàng, chị trả tiền ship xong rồi chị vô chị mặc mà thử chật rộng gì, chị cứ chụp hình của Yên, nói Yên ơi cái áo này hồi bữa chị mua em nè nó bị rộng, em đổi xuống cho chị một size nha, là em sẽ gửi hàng xuống cho chị và chị đưa cái hàng kia cho anh shipper, nói vậy á. Chứ mấy chị đừng có từ chối nhận hàng giùm em bán, em cũng dạ em cũng nắng cực lắm mấy chị nha, em bán như vậy thì em cũng nắng cực lắm. Dạ 68kg của chị Thanh Nguyễn nè. Thanh Nguyễn 68kg, chị lên cho em cái chiều cao luôn đi chị Thanh. Chân váy bông còn eo 95 không? Vải có co giãn. Còn eo 95 đến 100 chị. Còn eo 95 đến 100 à, chân váy hoa. Còn chân váy đen cũng còn eo đó. Nói chung là chân váy hoa còn size L và chân váy đen cũng còn size L. Eo 95 đến 100 nha chị nha. Chị xong rồi ok rồi lấy. Nè em có một bộ đồ sale là đã hàng sale rồi mà còn bơm nữa nè. Đây là một trong những chị mà gọi là nắng cực mà. Thanh Nguyễn vô cho em chỉ cho em có coi vậy chị. Em có một bộ eo vì bẹt vai, bộ eo vì này em khoái mặt lắm nha mấy chị. Bộ này là size 75kg nè. Bộ này size 75kg là bộ này mặc hơi bị dễ thương à. Ha à, mấy chị mặc bẹt vai hay là đưa lên cổ tròn cũng đẹp. Bộ này sale cho mấy chị 160 nè. Cao mét 160 là con đó chị vừa nốt Thanh Nguyễn luôn chưa mấy đứa? Chị Thanh Nguyễn với lại chị Nguyễn Trang và cho em xin được. Cái này là chân váy quần nha. Con này là chân váy quần nha mấy chị. Ha, à, con này chân váy quần, bộ này sale cho mấy chị 160.000. Chốt giùm em bộ eo vì xanh. Bộ eo vì xanh 160.000. Hồi nãy đưa nè, cô giao đồ này đi. Đây, đổ ra. Cô giao đồ đổ ra. Nguyễn Trang, chị Thanh Nguyễn,
mấy thôi chị. Dạ ba, bốn con đầm đi tiệc này em chỉ bán cho mấy chị cái giá mà chưa bằng cái giá em lấy vô của một con hàng chính quy. Bình thường một con hàng mà hàng bình thường một con hàng đặc biệt em sẽ lấy vô nó dao động từ 250 tới 300 mấy tùy. Mà hôm nay em bán cho mấy chị con đầm đi tiệc này giá 180 size 14. Size 14 180 ai chốt được là may mắn thôi. Nhưng mà nó chỉ có size 14 thôi. Chân váy bông 75 kg. Chân váy đen 75 kg của chị Nam Lý, lấy con chân váy bông nhưng chân váy đen của chị Nam Lý size L. Rồi 120 cộng 120. Có dài qua gối không? Không, con này không dài qua gối, con này chân váy quần nó phải chân váy đâu mà dài qua gối chứ. Nha. Nè. Mai mấy đứa nhắc tao mua 75 kg á, 10 kg rồi. Size 14 mấy chị ơi. Con này nó bị dắt rồi nè, con này bị đắt bán ha, con này về mấy chị đẹp lại bán cho 140 nha. Con này nó bị tuột chỉ nè, tại vì ôm trong bốn con giờ chẳng lẽ cầm con này đi trả người ta thì cũng tội nghiệp kho mấy chị. Con này về mấy chị đạp lại một đường cơ bản bán cho 140 nha. Bán cho con này 140, chân váy đen, coi được chân váy đen còn size M. À, chân váy đen không có còn size M, Ngọc Diễm ơi. Ngọc Diễm ơi, chân váy đen không có còn size M. Không. Con nói size lớn. Chân váy đen không có còn size M nha. Ngọc Diễm nào mà em gọi không, Ngọc Diễm nào em gọi mà không nghe máy đây ta. Ủa Ngọc Diễm nào đây mà gọi không nghe máy, nhà bè 20997205. Ngọc Diễm mặt khó, Ngọc Diễm nhà bè. Một em chị bé đó, hai cái quân này chị thì cứ xuống vào không cho quen mà đi cho đó. Mấy bà này cũng cũng đỏ, có vấn đề. Con này ghi trả cho shop Bình Tân nè. Chị Nguyễn Trang ơi, là cho em xin địa chỉ đi chị. Ghi kho Bình Tân nè. Ni Nguyễn, Ni Nguyễn lấy cái con, lấy cái con bị tuột đường chỉ hay là Ni Nguyễn lấy cái con 108. Ni Nguyễn lấy con nào thì báo nha. Ni Nguyễn lấy con 140 lấy con đó luôn đi khỏi trả kho. Rồi đây là con này 108 nè mấy chế ơi. Con này 108 nha, size 14 dưới 77, 75, 77 kg. Trời ơi con này đi tiệc em nói mấy chị đẹp lắm mà có 180 à. Cái đó không phải là áo khoác, cái đó nguyên bộ á chị Mai Xuân. Nó gồm chân váy quần, nó gồm áo dây và nó gồm và nó gồm áo cánh sen nha chị nha. Nó gồm áo cánh sen. Đầm này size 14 dưới 75, 77 kg, 180. Trời ơi chết người chưa. Nó có 3 con à. Nó có 3 con rồi à, chị. Nè con đó là con đó là ở trên này là màu tím ha, màu tím ha. Con này là màu xanh đen là cũng size 14 dưới 77 kg. Con này là cũng, con này là màu xanh đen nè. Đẹp không mấy chị, nó làm cái phom trên đẹp lắm. Nó làm cái phom trên này đi tiệc, con này mà đi tiệc 108. Trời ơi. Thôi rồi ta đã xa nhau. Được em cứ đi. Size 14 ba con. Ba con size 14 nha. Dạ bốn con size 14. Dạ nó. Hầu tàu má mày về mà con đồng này tao nói nguyên bệnh viện ba mày xỉu phải gặp con tàu tê. Ủa mày đâu có gì đâu, bà nhảy cười bà chứ. Size 14 dưới 77 kg nha. Rồi hôm nay lên cho mấy chị con khó biết rin nè. Cho bộ đó chị Mai Xuân Trần nhiêu ký hả? Chị Mai Xuân Trần con nói số ký lại kìa. Bộ đó 320, chị lấy nhiêu ký báo em nha. Dạ hôm nay em lên con khóc riêng cho mấy chị nè. À đẹp chưa, hôm nay về khóc riêng xanh đen nè. Con này mã này mới về nha. Mã này mới về luôn. Nhưng mà có đúng một size thôi mấy chị. Mấy chị coi logo ở trong. Coi logo ở trong là biết hàng sang xịn cỡ nào liền nha. Biết hàng sang xịn mịn cỡ nào liền. Nguyễn Trang ơi, chị xem rồi cho chị em cho em địa chỉ chung rồi chị Nguyễn Trang ơi. 68 kg lấy size L. Cái áo khoác vest ở ngoài nó là phom rộng đó nha chị, size L bộ đó còn không? Chị không, đi lấy. Còn. Chị lấy chứ mẫu nó mập chúng ta nó chịu nổi. Chị đi mai mốt về sợi giấy. Dạ vừa chị Tuyến, 180 đó chị vừa. Chị Tuyến chốt màu xanh đen nè. Chốt cho chị Kim Tuyến màu xanh đen nè. Chị là giờ cắt lên bớt rồi nhưng mà cắt nhớ chừa cái chỗ xỉ nha. Cái con áo khoác rin này á mấy chị ơi. Con áo khoác rin này thiệt sự size nó bé nha. Size nó 60 đến 72 kg là hết mát à. Dạ con áo khoác rin này là size 60 đến 70 kg.
cái chỗ tin nhắn mà em nhắn cho chị xem rồi. Chị nơi chốt cái gì hay là xả cái gì hay là chị nhiêu ký lên báo em 82 kg. 82 kg của chị đi Nguyễn xả cái đằng 140 đưa vô hàng lỗi bình to. Vậy bộ dưới đây là cái gì? L. Tối không? Có áo khúc rồi, em có áo khúc rồi, chị Thanh em có 3 mẫu áo khúc rồi, để mẫu nó mặc cho. Để mẫu nó mặc 3 áo mẫu khúc rồi cho. Dạ áo lin này là 60-72 kg ha. 60-72 kg không mua để tùy chị nào tao nè. Nó có size L thôi nha mấy chị. Size L. Thì cởi ra bán chứ mày hỏi gì bây. Cởi cái chị nhìn chứ. Có áo khoác áo khoác vest hả chị hay áo khoác gì nè nói đi. Có ba cái con khóc vết này dưới đó. Mạnh mỹ lắm. Mạnh mỹ lên cho chúng một tí. Mạnh mỹ lên. Nè kho bình tân trẻ nè. Có cái đầm của Ni đâu rồi. Rồi xả của Ni với lại cái này kho bình tân xả nè. Tụi kêu lấy áo khóc thì nó lấy áo khóc gì vậy. Hôm nay em có đúng một con này. Bán cho mấy chị giá 200 là mấy chị mê lắm là size 18 nè. Có một con thôi mấy chị. Size 18, size 80-90 kg. Rồi chị nào ở miền Bắc hút cái con len, hút cái con áo vest mà hai lớp này nè. Giống như nó kêu là dạ hả ta, không phải dạ, nó kêu nỉ hả ta, không phải nỉ. Nó kêu gì ta, nó kêu gì em không biết nữa nhưng mà nó hai lớp ha. Rồi hút vest 3 mẫu con ơi. Đứng nó luôn rồi con, hút vest 3 mẫu. Hút vest 3 mẫu nha, nó có màu đen nè. Nó có size từ 60-100 kg nè, bộ này của ai nè. Vết này của chị Tài Lê 200 nè. Của công ty Tài Lê 200 nè. Còn bộ kia của chị gì đó. Rồi áo dài nhiều lắm đi. Đợi từ từ đi Ti ơi. Đứng dậy xách cái bao áo này ra cho cái chỗ nó đứng đó, cho khách coi hàng này Ti. Bao này nè. Em bút phương liền. Áo dài hiện giờ nhà em 8 mẫu nha. Vết của Tài Lê nhiều. Cho chú 10.000 chưa. Chị Nguyễn Trang ơi, bên em có gọi điện chốt hàng nha chị. Chị Trang ơi, chị cho em địa chỉ kèm số điện thoại với chị ơi. Dạ, cho giúp giùm em nha chị. Nè, chân váy của Ái Duyên còn nè ha. Bộ này em chốt của Hoa Phương Trân nha. Nè, yếm 250 nè. Đầm tâm trám nha, đầm tâm tám cho chị Tú Anh Đòn một con nè, con một tâm. Rồi Tú Anh Đòn nè. Tú Anh Đòn 108 nè. Khót vết dài là khót nào chị? Khót vết dài là con nào? 108 của Tú Anh Đòn. Tú Anh Đòn. Khót vết dài là cái nào chị Thanh Nguyễn? Khót vết dài em không có nha. Ê nói nghe nè, tự nhiên giờ tự nhiên thôi lôi đâu ra hai cái con yếm mấy chị. Hai có con yếm hàng Việt Nam xuất khẩu. Trời ơi. Ba cái mã vết con bé đang cầm là đều co giãn hết đó chị Hồng Mỹ Chi. Đen cũng co giãn, caro cũng co giãn. Con thử con caro đi. Thử caro đi. Nè. Đẹp không quý vị? Trời ơi, ở đâu thôi lôi ra hai mẹ Việt Nam xuất khẩu này không biết nữa. Cái đầm 140 lỗi hồi nãy hả chị Tú Anh Đòn? Đầm 140 lỗi hồi nãy lấy cho chị Tú Anh Đòn 140 luôn anh. Ấy khỏi trẻ kho. Trời ơi, chị nào mà 60, chị mà 50 kg đến khoảng cỡ 55 kg đến khoảng cỡ mà 55 kg nha mấy chị, tới khoảng cỡ mà 70 kg, 65-67 kg là chốt cái con này nha. Là chốt con yếm này cho em ha. Chốt con yếm này cho em. Cho em coi đầm tím. Đầm tím là cái đầm cho. Sao tự nhiên cái ta đưa cái camera đi đâu vậy ta? Cái mẫu á. Em chị biết caro nha, vải co giãn chị đẹp lắm, form đẹp cực kỳ. Sao mấy nay không báo em không biết chị lên ơi. Ôi đừng khỏi còn báo, cái tối nào 8 giờ rưỡi cũng ngồi cái động này nè, trừ khi những khi nằm bệnh viện thôi nha. Thiệt. Trừ những khi nằm bệnh viện thôi, còn lại tối là cũng ở cái động này hết chị Phương ơi. 8:30 mỗi tối nha chị, hàng tuần hàng ngày luôn. Tôi ơi, cho cầm cái đầm này cho chị Hiếu Trúc coi nè. Hôm nay chị Hiếu Trúc vừa nha. Chị đi 82 kg bằng em mà thiệt sự cũng vừa đó.
con này size dưới 72-73 ký nè. Con gì con yếm này dưới 72-73 ký nè, nhưng mà 250 lần hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị. Rồi mã đầm tím, mã đầm này ha. À, hôm nay em có một con yếm dài nè. Hôm nay em có một con yếm dài. À, chốt con này cho chị Tuyên Nguyễn đi. Chị Tuyên Nguyễn 250 là Tuyên Nguyễn thành phố á. Tuyên Nguyễn 250 dạ. Á. Chị dạng. Rồi chị nào chốt khúc vết 200.000 chốt giùm em nha. Khúc vết em có mã caro nè. Em có mã caro, em có mã bukuri và em có mã đen 200.000 con kèm số ký mấy chị ơi. 200.000 con kèm số ký. Ai chốt thì chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Chị nào chốt, chốt lên giúp giùm em với. Chị nào chốt, chốt lên giúp giùm em nha mấy chị nha. Nhanh tay thì còn bi. Kiểm tra bao cái bill mà giao hàng thất bại này bi. Nhắn tin cho khách. Sương Hải thì không cần nói chuyện, còn giải quyết hai điều kia. Máy chế ơi. Alo. Đầm tím của chị gì đó kìa, 108 kìa. Hiếu Trúc, đầm tím nãy con cầm. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Em có hai con đầm này giá 250 và thông báo có hai con thôi. Giá size 14 nha. Dạ thông báo là size 14. Dạ rút cái con mất rồi. Nguyễn Trang 311 ha. Vết này không có lớp lót chị, vết này xưởng nhà em nha chị. Không có lớp lót. Có quần bông hai chốt chốt. Dạ đầm này đầm sơ cây sọc nè. Đầm này đầm sơ cây sọc nè mấy chị. Form A nè, đầm này size 14, đầm này 250 nha. Nó có hai con thôi nha mấy chị. Dạ em thông báo nó có cái này cho mấy chị về bắt địch chứ không có cọng dây nha. Dạ con này là đầm sơ cây. Dạ đầm này là 250 nè sơ cây. Chị nào chốt sơ cây xanh sọc chốt giùm em có hai con thôi ha. À, yếm đùi 70 kg, con yếm đùi trên lấy từ từ nha. Rồi con lấy đi. Con trên đó nha. Đấy nha. Rồi con trên. Rồi đó con đó yếm đùi của Ngọc Diễm á. Đưa bộ khóc hồng lại của cho chị gì đó coi đi. Khóc hồng hồi bữa con có chụp không thi? Vậy nhưng mà hết rồi, vậy thôi khỏi đi. Đưa con cầm lại bộ khóc hồng cho chị Mai Xuân Trần coi đi. Bộ khóc hồng bill của chị Mai Xuân Trần cho mượn lại. Dạ đầm sơ cây này em có hai con mấy chị ơi. Xong rồi em sẽ tự áo dài cho mấy chị nha. Đầm sơ cây này có hai con nhưng size 14, 250 nè. 250 ngàn đầm sơ cây mấy chị ơi. 250, 250 quẹo lừa. Chị nào chốt 250 quẹo lừa. Yếm quần đã lắm chị ơi. Chứ độ vải co giãn nó mê lắm chị nha. Độ vải co giãn nó mê mỏng lắm. Nó mê mà chỉ lê kéo dài. Mấy chị ơi em bán cho mấy chị con đầm ren nè. Size số 10, 60-70 kg. Chị nào ở số ký này chốt liền nha. Nói nghe nè, đầm ren này mà bán mấy chị 150 ngàn. Có phải mấy chị trúng bánh không? 60-70 kg nè, trời ơi đẹp nè. Mà có 3 con thôi nha. Có 3 con thôi. Áo khoác ngực 125 có size chị Lộc, Lộc Thọ Phúc nha. Có size chị nha. Áo đó vải co dễ chị dễ mặc. Bộ này đẹp không chị Xuân? Trời ơi còn đúng con bộ size L. Còn lại size là 72kg trở lên tới 100kg. Nói chung là bộ này xinh lắm. Em xinh em đứng hầm xình mặc bộ này một mình cũng xinh. Vô nước đi ơi. Do nước, trời ơi, nghĩ sao đầm ren vậy có 150 ngàn, chết rồi. 60-70 kg này chị Diễm ơi, chết rồi, chết. Có 3 con thôi nha, thông báo nhẹ nhẹ, có 3 con thôi. 60-70 kg, xã của chị Nguyễn Trang nè. 60-70 kg, uống nước đi mấy đứa ơi. Dạ 200 ngàn 3 mẫu nha chị. Nó có caro, nó có bukuri và nó có đen ha. Caro, bukuri và đen. Nếu mà chị chờ eo chị 90 chị sẽ mặc ôm nha. Cái của chị Duyên Mai bán chị
chị đọc rồi, chị kiến nghị vô xin mời chửi cũ hết á. Rồi giao lại chưa? Nhưng mà giờ giao lại nữa cũng gặp ngay ông đó nữa hay sao? Sao giao đó, rồi giao lại đâu rồi, đưa chị xử lý nha. Chưa gọi giao lại cho nó bên mới hiểu bên sợ xác nhận này. Đưa ra coi giải quyết phiêu này chưa? Để đó chị ạ. Tao mà xác nhận giao lại chứ không giao lại cho khách, tại vì nó sẽ báo giao lại và nó xin lỗi khách, hiểu không? Rồi Duyên Mai nè ha, rồi bấm xác nhận giao lại là phí thêm 11.000 ha, rồi giao lại ngay nè đó. Rồi ok, rồi tôi báo qua cho anh Cảnh Dương. Rồi hai chị ghi chữ này. Rồi qua kho hàng buôn kiếm mất kia, là hẹn qua kho rồi qua mai anh thấy rồi nắp điện báo anh, rồi anh để cho bà nó kêu mai qua lấy, giờ cũng qua lấy nữa thì đại ca đang uống rượu bây giờ nói phải thử nha. Gì vậy? Đại ca uống rượu sửa ở đâu vậy? Mấy hũ sữa phải không? Ông nội tự. Trời ơi má ơi, nào để cái mega canh kiểu kia vậy, nó dặn phải cuốn tao một cái là thấy mẹ tụi bay sao mấy con mất dạy. Bà thấy gì vô? Trời ơi mấy con mất dạy thiệt chứ. Bà đậu cha nó quay qua thấy mẹ lõ lồ mất hồn. Đã vậy con mẫu luôn, đứng nó sữa tướng con mega canh đó chứ. Trời ơi là trời. Mặc áo dài đi. Mặc áo dài mới vô. Trời ơi là trời. Áo viết đen à, áo khoác 200 giờ đúng rồi chị. Áo viết đen 1m5 78kg. Bi ơi lấy áo kho viết đen phải XLT. Áo viết đen phải XL cho chị Anh Hồng. Bà nậu cha nó. Ủa bữa nay chị Anh Hồng lên 5kg hả chị? Mấy bữa 75kg mét 5. Để mai chị đến xem thêm. Mai không biết mấy đứa nhỏ có nhà. Bây giờ chị Mai Xuân có chốt bộ đó hay không? Không chốt là để em treo lên cho mannequin lại nha. Tại vì còn một bộ size L thôi. Lỡ khách chốt cái không có nha chị. Chị trả lời rất rõ cho em nha. À, với lại là không biết là mai tụi tao. Tại vì một đứa vừa quê là còn hai đứa đi học, là không biết ngày mai có đứa nào ở nhà không nha chị. Biết đen lấy size L cho khách. Ai hỏi mày biết đen còn L hay không? Có con ma ma tổng quản nó về quê rồi. Có con ma ma tổng quản nó về quê, nó làm việc lớn không mà nó về quê rồi chị. Còn chị chốt con đó hay không thì cứ báo em để em biết em bán cho khách nha. Vậy thôi, xả phiêu chị Mai Xuân ra đi. Mặc lại cho con ma na canh đi. Thôi lỡ mặc áo dài rồi thôi đi. Má ơi cái đồng con sale nó 140 mà nó cũng sao. Nè em có con đồng hàng 280 sale 140 xưởng nhà em nè. 60-70kg đồng này sale 140. Chị nào chưa chốt đồng này thì nên chốt nha. Đồng này nó bị mắc sao chằng hãng với chị Phơm A ha. Đồng này em có size từ 60-100kg là đồng nhiều nút ha. Dạ. Thì chị cứ báo xã với chị cứ im rồi em cứ để cho chị, xong rồi chị im. Tay viết thì nó tới đây là nó tới đây thôi chị, chứ ngắn cũng không được mà dài hơn cũng được, tại cái mẫu nó như vậy rồi ha. Rồi Bi xong chưa, thay bộ viết này lại đi Bi. Thay bộ viết còn thay này nha. Ờ thôi thay bộ đó đi. Rồi lấy mê đa canh này nè. Ờ mê đa canh này đầm đen thôi để đi. Đầm nhiều nút của chị Ngọc Diễm nè. Trăm tư của chị Ngọc Diễm nè. Ngọc Diễm trăm tư. Đúng rồi. Trời ơi hổm giờ đi kho kiếm hàng Việt Nam xuất khẩu nó mệt lắm. Em nói thiệt với mấy chị toàn hàng lên không à. Em lên cho mấy chị một con đầm khuyết ngực. Trời ơi tay đẹp không? Tay đẹp, phơm đẹp, vải đẹp, 208 cũng đẹp đó. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em nha. 280.000. Bữa nay bán, mai nghỉ, mốt nghỉ đi làm đỉ rồi nha. Cho nên tranh thủ chốt. Rồi bước cho bà còn 4 bàn bì quần lót đưa cho Út mình đi. Một bịch thôi không? Rồi quần lót này mấy chị. Quần lót này là chị nào 80kg đến 100kg hãy lấy, 75kg mặt rộng chim. Nhưng mà em nói với mấy chị là vải hơi bị đẹp nha. Vải hơi bị tuyệt vời nha. Một bịch sáu cái là 180 hàng Việt Nam xuất khẩu nha. Đây. Một bịch sáu cái 180 hàng Việt Nam xuất khẩu nha mấy chị, đã lắm. Bao mấy giặt, bao thị trường, bao mát chim, mặt dài tới rúng mà bao sướng luôn ha. Con này còn được 4 bịch nha. 4 bịch 6
tốn khái 180 triệu thôi. Chở đi nước rồi tao. Chửi không đi nước đâu.
Lắc đi tụi bay, lắc đi, lắc nữa đi. Lắc nữa nè, cái đàm này size 16 của chị nào nè Bi ơi. Đàm này size 16 mà hôm qua kiếm không có size nè, kéo bài viết lên. Kéo bài viết lên cầm hoa 300 ngàn. Kéo không? Có chân váy dài hồi bữa em có chân váy dài hàng Việt Nam xuất khẩu, chị trên chốt cho ta. Coi không mấy chị coi em lấy thôi. Lấy lên à, chân váy dài đi. Xíu nữa là ra may hồn ra cục kịp nha. Cái đó để chút nữa gom hàng trả mình. Chị ơi cái đầm này size 16 đẹp lắm nè chị Trinh. Nếu chị Trinh chưa chốt con đầm này, chị Trinh nên chốt nãy yên, mặc con đầm này đẹp lắm. Em mặc con đầm này đẹp vô số kể luôn chị Trinh ơi. Size 16 đó. Size 16 nè chị, em mặc con đầm này đẹp lắm. Ở sau nó có cái nút gài này nha. Mà thực sự là em mặc con đầm này rất là đẹp nha mấy chị ha. Em mặc con đầm này đẹp vô số kể luôn mấy chị. Nhưng mà con này phải size từ 76kg đến 83-84kg ha. Là con đầm này. Chị nào chốt phải đầm này thì chốt lên giúp giùm em. Em có mã bra nè. Bra này 150, bra này là size em nha, 80kg. Chị nào 70-80kg chốt cái con bra đi tập khép mu mở mu này nè ha. Bra này là bra thể dục thể thao. Cái gì vậy? 16 đen, đen mà em nói đẹp á phải không chị Thanh Mỹ? Con này chị Thanh Mỹ mặc lên form đẹp lắm nha. 280 ngàn chị Thanh Mỹ nè, thầm trắng này trả luôn nè. Để em lên chân váy dài cho. Nói muốn đi tiểu mà không nói đi không được. Ờ. Thế sao? Kêu để cô đỡ ngồi đi, không chịu. Chứ em nói xong rồi chưa có tư thì sao không chịu. Anh chạy về đỡ ngồi đi tiểu đi. Để em đã quăng nó đi anh. Đi tiểu mà ông nội chờ anh chắc nước bịch bông bóng đá chết sớm hơn bị ung thư luôn á. Kêu bác sư lên cho ông chửi cho ông khỏe chút. Dạ em lên cho mấy chị một con đầm xanh nha mấy chị nha. Chạy về đi. Để đi làm bẫy vô nè. Đây. Con này trẻ luôn nè. Con này đầm đỏ nè mấy chị ơi, đầm đỏ nút con này chỉ có 250 thôi nha. Đầm đỏ nút này 250 mấy chị, con này size 16 luôn nè chị Thanh Mỹ với lại chị Trinh. Con này size 16 dưới 83-84kg nha, coi được còn nhiều người coi mấy chị. Con này là đầm công sở, con này mặc dài qua gối nha, con này bảy co giãn size 16, 76kg đến 83kg con này nha. 76kg đến 83kg con công sở này. Chị nào chốt con công sở này chốt lên giúp giùm em công sở. À, đỏ của nhím em kìa, đỏ 250 của nhím em. Nhím em ở đây lịch sự vậy ta, nhím em ở đây lịch sự vậy ta. Rồi em lên cho mấy chị một con đỏ kim tím, con này đầm đi tiệc, con này là 350 nha. Con này 350 và con này size bao nhiêu? Con này size 14. Mấy bữa mấy cái con đầm này con mặc xong đem xuống hết chưa? Dạ lọc cho em. Rồi em lên cho mấy chị con đỏ kim tím size 14 dưới 75kg, con này 350 mấy chị ơi. Con này 350 ngàn nha. Con này 350, chị nào chốt đỏ kim tím mặc Mary chịch mệt thì chốt giùm em đỏ kim tím size 14, 75kg nha mấy chị nha, 75kg. Dạ em lên cho mấy chị một con giống như con đỏ mà con xanh không lộn nhớ quá. Nè em có bộ đồ để sale nè. Dạ hôm nay em sale cho mấy chị bộ đuổi này nha. Em sale cho mấy chị bộ đuổi này. Trời ơi cái bộ đuổi này em có hai màu mà màu nào cũng bị mắc phong long. Màu đỏ cũng mắc phong long sale rồi, giờ tới màu xanh ngọc. Làm như bị mắc phong long á, bộ đuổi này mặc sướng lắm mấy chị ha. Dạ nó có 4 size L, tay đọc 4 size đi. 60-70kg size L, 70-80 là XL, 80-90 là 2X, 90-100kg là BX nha mấy chị. Nhưng mà bộ này thì cái độ co giãn nó không có, chỉ có trung thun thôi. Cho nên em sẽ bị sụt xuống 5kg nha. Có nghĩa là 55-65kg là một size, 65kg đến 75kg là một size XL, 75kg đến 85kg là size XXL và 85-95kg là size XXL, đó nghĩa là 3 x đêm 3 cái đó. Rồi xả bộ này. Xả bộ này cho mấy chị 1-240, xả 101. Rồi Ti lên lầu lấy bộ này, Ti lầu lấy bộ này.
dễ thương lắm nha. Khi mấy chị mặc ra ở giữa nè, mấy chị cột dây lại ha, cái dây của BBA cột bụng nè. Rồi thứ nhất, thứ hai là ở sau nó có chung hung phơn cánh dơi nè. Bộ đuổi này cực kỳ đẹp. Rồi chốt đuổi kèm số ký, em lấy size nha. Dạ, lấy nguyên bao. Chốt đuổi xả 101. Chết ồ, mới quay 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 lại là hết ly. Chết ồ, cái thằng này thiệt đó chứ. Lúc trần xuống không nhanh. Mày bể sao đi yến lần 3 tiếng hồ. Đuổi này của chị Hồng Mỹ Chi nè, mới in nè. Chưa in. Chưa. 101 ngàn. Cái bộ này dễ thương lắm nha mấy chị. Cái bộ đuổi xanh ngọc này rất là dễ thương. Các em nói thiệt lòng. Nay trời mưa Dung, trời mưa tới mấy quận luôn, chắc nó giao không kịp á. Cứ thả lỏng đi, chừng nào nó giao tới thì gọi nghe thôi. Nó còn được 4 bộ đen nè. Bộ đuổi này size L của Tô Tuyền. Bộ đuổi size L của Tô Tuyền. Ê, nó còn mấy bộ đen nè chị, hốt không? Nè, còn đen nè. Còn đen là chị Nguyên Phạm, hốt không thấy L nè. Con này cũng gân, nó làm đẹp lắm. Cam sữa cổ tim con này mặc phơm lên đẹp lắm.
con này size 70-85kg nè. Chị nào chốt cam sữa 101 chốt con đúng một con thôi. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em cam sữa nha. Chị tính hỏi là cái lần này mặt trời có biểu không? Không, không biểu. Trả lời chị tiếng không biểu. À gì quên rồi, cam sữa còn đúng một con và nó có màu xanh rồi mấy chị. Màu xanh thì nó rộng hơn nha mấy chị nha. Màu xanh thì nó từ 75kg trở lên nha mấy chị. Dạ cam của chị Thanh Mỹ 101 nè. Dạ con xanh nó cũng đẹp chị Thanh Mỹ. Hôm qua em mặc con này, tại vì giờ em mặc cái con này cổ cao em không thử mấy chị được. Nè con xanh ngọc nó cũng, nhưng mà con xanh ngọc thì size 75kg trở lên nha. Size 75kg trở lên tới 100kg cũng vừa nha. Con này cũng 101 ngàn con nha mấy chị. 101. Chị nào chốt con 101 chốt giùm em. Mẹ kia là rồi lên hàng biết cho mấy chị. Dạ bộ này là bộ chữ N mấy chị ơi. Bộ chữ N này thì 300. Bộ này hàng Quảng Châu ha. Xanh ngọc của Diệp Hảo. Xanh ngọc 101 ngàn của Diệp Hảo. Dạ em lên cho mấy chị bộ chữ N. Chị Thanh Mỹ quốc cho em bộ này 300 đi. Nó sung sướng lắm chị. Bộ chữ N thể thao Quảng Châu này đẹp không mấy chị? 300. Lấy bộ này tết về mặt đi dạo dạo quýnh xì lát. Dạo dạo vô phường 6 quýnh xì lát với Diệp Hảo. Đây mấy chị ơi, bộ chữ N, trời ơi, coi là logo này nó đẹp lắm, hàng Quảng Châu nha mấy chị. Bộ này 300 ha. Em đi vòng vòng hết cái biết sai, em thấy có mình em bán là hàng bị khùng khùng điên điên à. Người ta bán đầm, bán xếp rõ rệt lắm, còn em bán coi như thập tả bí lù luôn. Em bán riết em nhìn em không giống ai hết trơn á thiệt. Nhưng mà mấy chị vô nhà em, mấy chị mua hàng, mấy chị không xảy ra đó, cái quần què gì em cũng có. Từ quần thể thao, quần xanh, quần đen, quần dài, cái quần què gì cũng có nha. Còn 40 chị? Còn 40. Chỉ có tiền là không có thôi. Em lo cày sắc mặt thì mấy người giàu, mấy người lo cày đi. Còn tôi cỡ tôi không giàu, tôi không có cày, cỡ tôi đi nha. Dạ đầm này là có sai nha mấy chị nha. Đầm này có size 10, 12, 14 và 16. Là em lên chân máy với chị Trinh Võ nè. Chị Trinh Võ còn ở đây không? Đầm này đầm sơ cây nha. Đè bom cổ đắp chéo nè. Ở dưới này dập ly nè. Dập ly xanh đen phối đỏ nè. Con này sang lắm. Con này em nói với mấy chị mặc vô bao sang bao đỉnh luôn. Là con này nè. Size 16 con này phải 88kg cũng vừa nha. Con này hàng quốc. Tôi không giàu, tôi cày... Tôi không giàu, tôi cày xì lát ha. Dạ còn đây em để em lên nè. Trời má ơi. Bớt cái gì Bảo ơi nha. Bớt đi nha. Đồ quỷ à. Cái hồng dây góp mà than suốt ngày là đồ quỷ thiệt hết chứ. Đây nè. Không có kia. À, đầm đó 350 trên. Đẹp lắm. Lấy size 14 thôi là vừa rồi. Đẹp giả mang con ngang lắm nha. Đẹp ơi là đẹp luôn. Đẹp không có lối thoát luôn. Rồi lên chân váy dài nè. Chân váy dài bữa ti có ghi xa ghi giá không vậy? Trời má ơi. Sao ghi qua một thời gian cái mình quên hết chứ. Em coi vài mẫu áo dài hả? Rồi ok. Coi vài mẫu áo dài. Má em đèn mờ dân dân câu đó. Lấy cái đầm đó cho Trinh Võ sang 14 nè. Cho Thi con thử áo dài mấy loại đi Thi. Thi lấy ra cho Út cái đầm xe cây xếp ly á. Xanh đỏ đó size 14 cho chế Trinh Võ 350 mới in á. Má em đèn mờ dân dân hả? Má em đèn mờ dân. Dạ chị Thu Lê đợi nha. Em quay camera qua cho bé nó thử đồ nha. Thử áo dài đi không? Chiếc trăm trăm màn đêm. Giờ thử mấy cái áo dài này. Dạ chắc nó đang chuẩn bị cho vậy. Chi vậy? Mấy giờ đến nữa? 11 giờ, tám em thức em coi trận hầm 2 giờ luôn. Em coi thử mai cái. Ôi mùa này là mùa Du Lan báo hiếu nha mấy chị. Em thông báo rõ ràng nha. Cái mùa này là cái mùa Du Lan báo hiếu nha. Dạng rồi đó, sai mấy hả? Sai 14. Có được phải sai 14 không? Em dặn kỹ rồi đó. 350 hàng sơ cây. Dạ Du Lan báo hiếu chứ không phải Du Lan báo gia đình nha mấy cha mấy mẹ. Còn mấy mẹ mà đi theo tiếng gọi của chồng thì làm ơn để dành đồ nhận cục hàng của con. Ví dụ vậy nè,
ví dụ để kể cho nghe. Ví dụ mai mình hai ngày nữa hàng của con yêu mập xuống 500 làm ơn. Cái rổ chiến đó 4,5 triệu thôi, còn 500 đó là để dành là nhận cái cục hàng nha. Chứ đừng có cái độ luôn 5 triệu hoặc là cái độ 4,5 triệu xong cái còn 500 đó hai chồng lết ăn mì tôm mỉa tiền bơm hàng cho đục lũng mỡ à. Mùa gì mùa cá độ con điên, mùa du lan báo gia đình, hiểu không? Dạ đây cho chị xem chân váy dài dịu dàng lắm chị Song Anh, bữa giờ chị Song Anh chưa coi phải không? Rồi mã đầu tiên. Rồi đứng ngoài đó luôn ơi con, khỏi vô. Rồi mã đầu tiên áo dài cô gái vải co giãn tay cánh tiên 300 ngàn kèm chân váy. Đeo 300 ngàn kèm chân váy nha mấy chị nha. 300 ngàn kèm chân váy, chị nào chốt kèm chân váy chốt giùm em 300 ngàn set áo dài này. Em có size từ 60 đến 100 cái vô tay. 60 đến 70 size L, 70 đến 80 là XL, 80 đến 92 X, 90 đến 100 cái là BX nha mấy chị. Rồi áo dài cô gái, ai chốt cô gái chốt giùm con. Vô đây tiếp con, đứng vô đây tiếp. Rồi đây chân váy này chị Song Anh, trời dễ thương lắm nha chị, 150 nè. Nó có màu xanh ngọc nè ha. Nó có màu đen nè chị, nó có mà em đèn mơ văng văng là màu đen nha. Vậy nó có một màu nữa là màu cam sữa mấy chị. Nó có một màu nữa màu cam sữa đó. Mẫu gì em được cái nó chịu trâu lắm mấy chị. Nó lùng quá nó bắt ghế luôn á. Đây, màu cam sữa nè chị Song Anh đẹp không? Trời ơi cái màu ngọt ngào đến mấy cũng đang thanh mây. Đó, ngọt ngào cứ đến mấy cũng ra chu heo. 150 của Trinh Võ nè. Mày bớt đen hay chị? Trinh Võ nè, 150 của Trinh Võ. Chị đợi chị chốt thêm một con cam sữa đi chị Trinh ha. Mặc màu đỏ phía trong đó chị, rồi mặc màu đỏ đi. Mặc màu đỏ mannequin đang mặc hả? Mặc màu đỏ mẫu khác xíu đi con, mẫu này nè. Rồi, lên. Để nó mặc từng mẫu nha. Chân váy màu cam sữa của Chế Phương Hằng. Bữa giờ Chế Phương Hằng Chế đi đâu quá Chế ơi. Chế có biết là em bán lắm không? Ủa là chồng tôi mà mặc quần trắng mà tao nói ngồi chổng chổng mông sao tôi sợ hãi quá. Kem sữa mà em đèn mơ vắng vắng. Ừ coi size nha. Rồi cái này của Song Anh trước nè, size M của Song Anh nè. Dạ đang kiếm size của chị nè. Ừ, 150. 150 đang kiếm size chị Phương Hằng nha. Màu tím của gì sao gối đồng ngủ yên. Bây giờ tôi đưa đây Song Anh đây nè. Đưa lại đây. Phố đêm cam sữa, trời ơi cam sữa nó còn con cái size L để em kiểm tra cho chị Phương Hằng vừa. Đèn mờ văng văng tôi nói chuyện chân tình có người yêu thúi quắc. Đêm đêm mười ngón chân tàn Dương Hằng nè. Đúng rồi, lai lẹ đi, hai mới về tới rồi bà nội. Hay về tới kệ cho anh Sen lai luôn. Áo dài đỏ von. Áo dài đỏ von không co giãn, có size từ 60 đến 100 kg quý vị ơi. Có size từ 60 đến 100 kg cho soạn hàng cho khách luôn đi hai đứa. Có cái chị đâu lấy hai cái áo khoác vest á. Màu xanh với màu đen mà ghi cái dòng chữ không á. Rồi, hai đứa. Dạ mua được cái đầm. À, mua được cái đầm yêu quý bà bán hàng quá. Không ấy, chị yêu em quá, chị đem em về nuôi đi chị Bùi Ngọc Anh ơi. Chị thấy vậy ổn không? Alo. Alo, một làm lẹ bill rồi còn nghỉ rồi mấy đứa ơi, tốt coi đá banh nữa, mai đói chứ mẹ hết luôn. Đêm đêm mười ngón trăng tàn. Mấy chị ơi, đầm von, đầm này vải không co giãn nha. Rồi tiếp đi con. Tiếp là cái mẫu này nè. Rồi mẫu đó đi. Mẫu đó còn cái mẫu gì, hai mẫu chân váy trên lầu không? Trên lầu hai mẫu chân váy có bỏ dưới đây không con? Cắt con. Để chúng tiền nào lấy tiền lên lấy hai mẫu áo dài xanh lờ đi. Hai mẫu áo dài xanh lờ. Sáng lên sòn hết rồi nó. Mẫu dưới đây chưa có đúng không? Hai mẫu xanh lờ chân váy. Xanh lờ đen của Ngọc Lan Thu Thủy á. Ừ. Nó lấy luôn. Gồm chia. Lâu mất về bụi. Cái bao áo vest đó là coi nó lấy được thôi.
vùng ông Lê để qua lấy. Kêu Phi lấy mấy áo dài đó. Ê, anh ơi, sẵn một cái áo dài hồng hồng sao 100 ký. Đâu được rồi. Hồng nào? Hồng này. Con có một cái màu hồng. Áo dài màu hồng mà có cái ô tròn tròn in hình. Cái này đỏ có rồi mà tí. Đâu được coi rồi. Cái này hồng rồi. Cái này đỏ rồi. Cái này đỏ xài áo có rồi nè. Còn cái này. Cái này con cong. Ờ cái này con cong. Không phải con cong mà áo dài hồng mà chưa. Mà cái quần á. Áo dài hồng cái quần mà. Cái này size nhiêu? Size 100 ký còn. Áo dài hồng size 100 ký còn không nha. À, ở đâu cái đây thì đúng rồi. Đây là áo dài cam sữa nè mấy chị. À, áo dài màu đỏ lai cam nha mấy chị nha. Mà con này thì co giãn tay. Tay thì có in in thổ cẩm ha. Tay có in thổ cẩm và con này thì kèm với lại chân váy quần. Rồi chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp giùm em mã này, mã này. Chị đều mấy lấy mặt cái gì tới giờ luôn. Hay mã nào? Ở cái rồi đó có. Rồi đây hả? Ông cái của anh Tây đang lấy. Đó, chị đang lấy hả? Thầy luôn nha, thầy với thầy. Cái đó hình như còn lời với cái lời. Có 2 đề trà. Rồi 2 đề trà. Để nó không đúng. Nè, điện máy nè. Rồi để biêu điện máy lại nha. Thầy nói rồi về chị vô trà cho cổng trả lời chị bày đó đi. Cái lời nào nữa? À, có quần ống le không? Có chị Thanh Nguyễn. Quần ống bát đó. Vải con mẫu này vải co giãn chị Thu. Mẫu này dễ mặc là chị Thu ơi. Vải co giãn bé đó đang. Ấy quà đăng chị. Vải này có co giãn nha chị Thanh. Chị Thanh á đồ chị gì đó hồi đang hỏi. Có co giãn. Trời biết là viết chữ này như đó. Thấy rồi em, trời ơi nhìn rồi anh. Mắt hồng. Bình dương mấy tư đúng không? Mà thêm gì buồn thở tan mai. Lấy em bộ đó, 100 ký là bộ đây đúng không? Bộ Lê đúng rồi, cái bộ cam nè, bộ cam tay thổ cẩm. Chốt giùm em áo dài tay thổ cẩm. Nói chung là những áo dài này là em đều cho in vải hết đó. Cho nên là nó vải nó có độ co dễ nha mấy chị ha. Rồi tay của chị Thu Lê. Thu Lê Bi kiểm tra cái chị gì bay chứ. Thu Lê ở Bi Tè. Ờ rồi Bi cái chị gì Thu Hà hết đó. Bi hỏi chị Thu Hà là có lấy được mẫu nam rồi chị gửi qua chung group nè. Bi hỏi chị Thu Hà lấy được cái mẫu áo dài này mới về không. Đây là đó, hỏi chị Thu Hà lấy được cái mẫu áo dài đó thì lấy cái này đẹp lắm nè. Áo dài tay thổ cẩm của chị Thu Lê 100 ký. Ủa em nhớ chị bữa giảm cân rồi mà ta. Rồi còn một mã nữa là mã con cong hả con. Dạ, mã con cong màu hồng. Mã con cong rồi mã màu hồng ti đem xuống cho. Rồi mã con cong. Rồi em lên cho mấy chị mã con cong kèm với lại chân váy ren trắng nha mấy chị nha. Mã con cong kèm với lại chân váy ren trắng. Chị nào chốt mã con cong thì đây là một siêu phẩm. Mà em bán á cái mẹ luôn. Chị Trinh ơi, chị Trinh có lấy thêm con chân váy xanh ngọt không chị Trinh? Con này mặc với áo thun đen em nói mấy chị đẹp lộng lẫy lắm. Đẹp lộng lẫy, đẹp lạ lùng mà chui vô mùng vẫn còn đẹp chị Vương Hằng ơi. Chị Vương Hằng bữa nay có muốn coi mẫu gì không thì báo em nha. Vương Hằng ơi đẹp không? Trời ơi áo dài con cong nè. Em mê cái mẫu này nhất nhưng mà em đang may riêng cho em ba con áo dài không có đụng hàng với mấy chị. Em mê con này lắm. Tây ơi để tôi kia mà lấy áo thôi rồi. Và cái ren kia lên. Cái ren với cái đầm đá mà bữa của mình đem cái lô đầm nó bữa lên đây hết rồi chị đi trả cho bớt hàng. Chị còn mẫu váy khác không chị? Em đang cho may ra một cái bộ chấm bi áo với lại chân váy ren dài mà hồi bữa em có may cho mấy chị một lần á. Chân váy mà để kiếm cái size đẹp á chị Trinh là khó lắm. Mà bên kia em đang về một lô ren nha, nhà bên kia em đang về cái lô ren đó đẹp lắm chị. Cái này trẻ luôn nè. Kiểm tra size 14 thì để lại, size 12 thì đem xuống. Cái nào size 14 để lại, size 12 đem xuống. Chị chân váy 85 ký. Chân váy xanh màu gì chị? Xanh hay đen chị Vân ơi? Chị Trinh, cái thường cái con chân váy mà form dài hồi bữa em bán là 280 đúng không? Thì cái con chân váy hàng Việt Nam xuất khẩu thì nó cũng gần dài giống vậy. Mà nó đẹp lắm chị, mà nó có 150 co giãn rồi chứ. Okay. Nhưng mà chưa khui hàng. Có thể chút nữa về bên kia em sẽ like cho mấy chị. Tao nói cái đây là đi trả. Cái đó là tìm 14 kêu lên, còn tất cả những con 12 đồ gì dưới 14 thì đem xuống đi trả. Em có chọn cái chị Thu
vậy? Rồi con này của chị chân mỏ nè, chân mỏ 150, chân váy xanh nè. Thu Hà tiếc lấy chồng tuổi trang con sung mà phong. Cái con chân váy 85 ký em lấy màu gì cho chị Vân đây chị Vân ơi? Em lấy màu gì cho chị Vân? Chị Vân báo em nha. Đây chị Vân ơi, nè bây giờ hiện giờ nó có màu xanh ngọc, nó có màu xanh ngọc ý mới đưa lên đó chị hả, nó có màu xanh ngọc và màu đen chị ơi. Rồi áo dài con công kèm chân váy ren cái chị có lấy không? Không lấy thì em qua cái mẫu còn lại nha, mình còn mẫu không con? Mẫu hồng ấy xem, mẫu hồng không? Đây là chân váy đen nè chị ơi. Những cái con này này nó cũng nói chung là chân váy á mấy chị, thì phải có con nào đẹp mới lấy được, mà con nào mà không đẹp mà lấy về là cái phơm nó lên nó quê là mấy chị phối đồ nó không có được. Cho nên bởi vậy Yên hay kiếm hàng chứ không phải hàng nào cũng bán, tại vì hàng bên mình bán á, là lúc nào cũng giống như là cũng theo khách trao đổi. Lấy mấy cái con đầm bồng bền xuống luôn, đưa hết mấy con đầm bồng bền lại đây chị like lần nữa đi trả nè. Dạ cho chị coi với, cho coi rồi đó chị, cho coi rồi nha. Nè con áo này 180 hỏng xeo nè mấy chị. Trời ơi, áo này chị nào mà 65 đến 90 kg mặc cái vải nó sướng, nó là len dệt đó mấy chị. Nó là len dệt ha. 65 đến 90 kg con này nè. Con này là do lỗi là thằng Ti nè. Em kêu nó kiếm lên để giao cho khách, hồi bữa đăng hình nó khách đặt quá trời. Nó kiếm sao nó lạc đạn một nùi đà áo luôn. Chị coi thử được không? Thằng này là em phải cua chung di củ tộc nó mới được chị. Để cái áo thì lên, nó đảo cái bao thì lên đàng hoàng để bi. Dạ áo đó là, áo đó là 180.000 nha mấy chị. 180.000 áo này. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em đây. Mã này hình như còn size L với L. Nhưng mà cái tay nó làm đẹp lắm mấy chị, cái tay áo này nè. Em nói chị cái tay với cái vải nó co giãn đẹp lắm. Chốt giùm em mã đầm này là, nó là hồng cánh sen nha mấy chị, nó là hồng cánh sen mà phơm sang không. Trời ơi em nói sang mịn xịn mịn đẹp lắm. Chốt giùm em mã cánh sen kèm số ký xanh ngọc của chị Vân Nguyễn. Dạ ok, kết bạn với em. Dạ bộ áo dài sen tay thủ, bộ áo dài mà Sumali, bộ áo dài ở sau mà con Sumali ủa lộn, con Manakan nó mặc á thì cũng là 327 co giãn, mà con Manakan chạy bằng cơm này thì nó mặc cũng là 320, mà con ở sau là màu cam tay thủ cẩm, còn con này là hồng cánh sơn nha, xanh ngọc đó, nó 320 hết. Tiền phạm là đổi khẩu này thôi, tiền phạm cũng đổi mẫu đá xay, cũng cái mẫu đó luôn mà xay L luôn. Đổi đi xay L để kiểm tra hai bên áo cho chị nha. Xanh ngọc, xanh ngọc. Thằng này nó bị chị bệnh. 85kg của chị Vân nè, 150. Nè mấy chị, em thiệt sự em rất là tiếc khi mà những cái mã này nó không, em nói thiệt em tiếc ghê, tiếc luôn những cái mã này mà nó lại không có size, nó lại không có size lớn cho mấy chị nè. Trời ơi em tiếc vô số kể, con này size có khoảng cỡ không? Con này size bé nha mấy chị. Con này á, con này nó ghi size 12. Con này nó ghi size 12 mấy chị. Size 12 ha. Size 12 mà con này khoảng cỡ eo 80 à. Eo 80 khoảng cỡ 60-62kg con này à. Mà đẹp ghê không mấy chị. Nhưng mà em sẽ để lại con đen để bán nè. À rồi con này cũng đẹp nè. Con này size nhiêu đây? Con này size 12 nè. Con này size khoảng cỡ 65kg nè mấy chị. Con này size 12 khoảng cỡ 65kg mà đẹp lắm mấy chị, coi lưới nè. Mấy chị coi lưới lót là đẹp không mấy chị? Trời ơi, size 12 này khoảng cỡ 65kg nè. Con này size 16, con này em cũng để lại nè. Bao này còn không Ti? Bao này đưa hết lên luôn. Đưa hết lên chút trẻ hàng luôn. Đó con này ý yên cũng để lại nè. Trời ơi đứa nào cột hai bên gì vậy trời. Tắt cuộc đời nó ra. Con này sơ cây đỏ nè. Sơ cây đỏ trẻ luôn nè Ti. Trẻ luôn. Ôi đẹp quá mà mỗi con tội xanh nhỏ. Để xong rồi đi được vậy. Áo dài có màu đỏ gái. Nó có màu đỏ cái mẹ đưa Út qua khỏi thử con đưa Út đưa cho. Nè là có áo dài đỏ Ti Vôn nè. Mới thử xong ở Sumali. Sumali nhắn tin cho chị Yên nói chị Yên gửi mấy mẫu áo dài đi. Con này là tay cánh tiên hai lớp mà áo dài đỏ Vôn nè. Ha. Con này thì kèm với quần hả con? Con đó thì kèm với quần. Còn con này nè. Con này áo dài đỏ đâu mất rồi. Áo dài đỏ không công đâu rồi.
rồi đó. Lấy gì vậy? Hai trái quýt màu xanh với đen. Nó có màu phai à. Là hàng Việt Nam xuất khẩu 250 cái. Em đang bán ra áo dài đỏ nè. Áo dài đỏ cái này là chân váy ren nè. Kèm với lại áo dài đỏ con cong nha. Kèm với lại áo dài đỏ con cong nè. Trời ơi coi đi chế ơi. Coi đi rồi mê. Hả? Coi đi rồi mê nha mấy chế. Hả? Đây mấy chị. Coi đi rồi mê ha. Nghĩ sao cầm con áo dài đi mày bà khách nào hồi nãy. Thầm sưởng. Thầm đó của chị gì 105 phải không? Thầm đi lấy hai cái rồi một cái sấy vừa một cái xa đầy. Kêu công ty kiếm. Đó, đó áo dài đỏ đó Sumali với lại áo dài cô gái nè. Áo dài cô gái này coi giãn thì kèm với chân váy nha. Áo dài cô gái coi giãn kèm với chân váy nha mấy chị nha. Kèm với chân váy ha. Đó chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em. Máy sơ cây này size 16. Con này size 16 là khoảng cỡ 70, 72, 73 kg. Con này thì để lại. Rồi còn nhiêu đi trả nha. Ngọc Lan Thu Thủy. Ngọc Lan Thu Thủy gò bắp không à? Ngọc Lan Thu Thủy gò bắp không? Mấy chị muốn coi gì mấy chị báo em nha. Các bạn với chị Hồ Nò bị mất nít hay sao vậy? Tiếp lấy chồng tuổi trang con sông. Ngoan hả? Rồi lên tiếp hàng nha mấy chị ha. Tiếp chị Ngọc Lan bị đẩy vô luôn được ha. Nè chị ơi. À, bao này đưa xuống. Em có anh con khót, em bán đúng con khót này nữa rồi em nghỉ mai em bán tiếp nè chị. À, hoặc là về bên đó em live riêng tùy cái cơm của em nha. Hoặc là sáng mai, sáng sớm mai 7 giờ em dậy live riêng. Chị trên vỏ nên lấy cái con áo này nè. Vừa năn nỉ mà vừa nói thiệt luôn á, 180.000 một phôm đẹp lắm chị Thùy ơi nha. Chị Trinh ơi. Chị Trinh ơi, hơi bị đẹp nha chị Trinh, tay phòng này, thấy tay phòng không? Dưới 85 kg. Có một con thôi 180. Mấy con này mai mốt mấy chị có tiền đi kiếm không bao giờ được, hứa luôn. Em hứa với mấy chị là mấy con này mai mốt mấy chị có tiền đi kiếm không bao giờ được. Con này chị nào mà 88 kg cũng được chị Vân ơi, con này đẹp lắm chị Vân ơi. Ha, đây nè. Chân váy nè. Phát vàng Diệp Hảo vừa. Con này nó có một con à Diệp Hảo ơi, con này đã lắm nè, Diên mặt vẫn còn thoải mái nè ha. Diệp Hải 180 nè. Nè cho Diệp Hảo Phú Yên nè 180. Con này mặc xinh lắm. Con này mặc xinh bà cố luôn. Con này mặc cưng lắm Hảo ơi. Mặc cưng thiệt chứ không phải cưng giỡn đâu. Áo này là em chỉ có 140 thôi. Nhưng mà áo này mặc sướng lắm nè Hảo. Áo này nó có màu lông chuột nè ha. Nó có lông chuột mà vải đỉnh lắm nha. Hàng Việt Nam xuất khẩu nó có size luôn. Con len nó có, nó còn ít lắm chị. Con này nó có màu đen 60-80 kg. 200 nè. Nó có mã này nè chị Bùi Ngọc Anh. Bùi Ngọc Anh nhiêu ký vậy? Nó có mã này nữa nè chị Bùi Ngọc Anh. Hôm qua cái áo của chị Nguyên Phạm chốt á, chắc phải 10 người chốt. Ờ, sau khi like là phải 10 người chốt với con áo của chị Nguyên Phạm á. Nè áo này size 60-82 kg nè, áo gấu đen nè. Áo gấu đen 60-82 kg nha. Đó. Dạ áo nè, áo 140 hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Hồi nãy là lông chuột còn ở đây là xám nè. Rồi mấy con này mấy chị mặc với sọt với mặc áo hàng ngày nó đã lắm. Mã xám nè. Rồi còn một mã nữa là mã xanh. Mã xanh Coban. Đẹp không mấy chị? Mã xanh Coban này chị nào 90 kg cũng vừa. Nhưng mà con này có size. Ba cái mẫu áo hàng Việt Nam xuất khẩu này có size nha mấy chị nha. Đó. Còn áo khoác mỏng mỏng để bán không? Hình như còn một con cam sữa để chị coi thử để ở đâu ta bán sale cho mày cho. Còn con đó thì mặc hàng ngày cũng được nha. Ta nói mà nghe là Diệp Hảo chị có một cái lô áo, chị có một cái con áo này nè. Cái con áo mà đi lấy hàng ở đâu chị cũng mặc nó màu trắng kem đẹp lắm. Tuy xuống ở dưới kiếm cho chị cái bao áo thì không? Áo Việt Nam, áo khoác Việt Nam xuất khẩu 220 nó có beo nâu, beo kem và màu trắng sữa. Nhưng mà cái màu trắng sữa vải nó bao đỉnh luôn Hảo, mày tin tao đi. Mày về mày cầm cái con khót nó lên là mày cầm cái con vải lên là mày chỉ có mê xỉu thôi. Hai cái con kia nó lên like thì nó đẹp. Nhưng mà cái vải nó mỏng không bằng cái con màu trắng kem sữa. Trắng kem sữa mà anh Phước chở chị đi lấy hàng là lúc nào cũng mặc con đó. Ngày xưa thì hay
ngày hôm nay thì mặc cái con mã kem sữa đó, lúc nào cũng mặc con đó hết. Anh ơi, lấy cho em thêm con bít xanh luôn nha. Một con bít xanh nữa. Không hề bít xanh hết rồi. Nói chị Minh Nguyệt Nguyễn còn không biết đen chịu không, nhắn tin chị Minh Nguyệt Nguyễn nè. 6, 10, đây, 10, 9, 10, chắc đó chắc. Nói chị ơi, màu xanh là mã khác chứ mã đó em hết rồi, còn mã đen thôi. À, một bao áo khoác đó cũng còn bự à. Hồi bữa mấy cái bao áo khoác, mấy cái mã áo khoác xám mà 160 em lấy chưa? Nè, có cái con mã khoác xám ông chuột ở sau này nè. Ừ đúng rồi đó, hai con coi, lấy hai con. Hổng giờ mày lấy cái con loan, con lon xám và con lính xám chưa? Con lon xám và con lính xám có 160 mà vải đẹp lắm. Hay không? Dì bảo lúc nào nó cũng mặc áo khoác người hay. Đây nè Hảo, cái này là mã lính nè. Gì hồi gì cái chị Hồng Kiều qua mua có hỏi cái này mà có lô áo khoác chấm lắm như vậy nè, về mà sao lớn lớn, sao có 100 kg cơ chị? Có 100 kg mà, mã này có 100 kg mà. Đây nè mấy chị ơi, cái này là mã lính có 160 hoặc có bo tay và có bo chân nè, 160 nè mã lính. Cái mã này thì còn có 1 con à, mã xám này thì em còn có 1 con. Chị nào 80 kg thì lấy con xám này đi em sell cho. Không sell mà tại vì mình còn 1 con mình sell nha đó con đó. Nhưng mà cái con này thì vải đẹp nhất trong 3 mẫu thì con này vải đẹp nhất nè Hảo, đẹp không? Nó là lon xám nhưng mà cái vải nó rất là đẹp nha. 160 ok chưa? 160. Đây em đưa áo lông chuột nè chị Vân. Chị Vân chốt cái con mã lính cũng được, mà chốt cái con mã vân xám cũng được. Mà mã vân xám vải rất là đẹp, mã vân xám vải đẹp kinh khủng. Ví dụ con này 8 điểm thì con mã vân xám phải 11 điểm rưỡi chị nha. Phải 11 điểm rưỡi. Nè Vân Hảo lấy mã vân xám nè. Để tí lên lầu nó lấy mã vân xám xây lên lờ nha. Để coi thử ai chốt rồi lấy luôn. Và con mã xám trơn thì còn 1 con em sell cho mấy chị 120 ngàn ha. Loan xám của Diệp Hảo. Nè cho Diệp Hảo coi tiếp mã này. Cho coi tiếp nha. Sau này có cái bao đồ của Yên mình đem về đâu người ta. Đang mưng người không lấy. Chốt mã vân xám 68 kg. Vậy Ti lên lấy cái mã vân xám này size L nè. Rồi mã sấy lên L cho Diệp Hảo nè. Đúng rồi, vân xám nha. Vân xám vải đẹp chị. Mà không có ai khùng mà bán hàng mà nói kiểu như em hết trơn á, không ai khùng. Nhưng mà em nói là nói sự thật, còn mấy chị mua hay không mua là tùy mấy chị. Tại vì á, mình bán khách là không phải là một ngày một bữa. Mà nếu mà thực sự mai mốt em không còn bán quần áo bích size thì em có bán dâm thì mấy chị cũng ủng hộ em kiểu vậy đó nha. Mấy chị ủng hộ kiểu gì? Đây nè, cái màu này là cái màu tôi yêu cầu và Diệp Hảo nên lấy nè. Mà Diệp Hảo lấy cái con này 220 về là Diệp Hảo chỉ có từ mê tới mê thôi. Nói Diệp Hảo nghe nè, vải nó đẹp kinh lắm, thiệt. Vải đẹp kinh khủng lắm nha Diệp Hảo. Nó không phải là vân trắng, nó là vân trắng sữa nè, nó có vân vân ở ngoài. Nó vân vân len xám vô. Nhưng mà cái con 220 này, cái con này 11 điểm rưỡi với con này là 19 điểm rưỡi, còn thiếu nửa điểm cái bị bóng nữa thôi. Con đó có nón chị. Vô đây. Rồi con này size L của chị Thanh nè. Vải tao nói mày kinh khủng lắm nha. 160. Không ấy mày bán ở lâu tao được, mày lấy tiền thì mày bán với Diệp Hảo. Con này XL là của Diệp Hảo là 160. Con này ít là con này sai của Diệp Hảo. Con này về đi, con này về cầm lên đi rồi chết queo chết ngắt. Nhưng mà con trắng thì ít lắm. Con đó 220. Đây nè còn được 1 con nè. Cái gì con cái nào sai lớn hơn thì chỗ này Diệp Hảo bự hơn nè. Diệp Hảo 90, 60, 90. Đúng rồi, bỏ vô đi. Vậy đâu rồi. Nè con này em còn có 2-3 con à. Nè em trong cái lô đó nó có cái màu khác nè mấy chị, màu lông chuột nè, 220 nè. Vân gì ta, nó là giống như con vân beo á. Nè cái này là phải vân đốm beo không mấy chị? Cái này phải vân đốm beo không? Đây, vân đốm beo 220.
Mà mấy con này xin lỗi với chị nhé, cái hàng Việt Nam xuất khẩu này không có sale được nha. Cái hàng Việt Nam xuất khẩu này là bảo đảm và cam đoan là không sale được. Tại vì cái hàng này, thứ nhất nó có dây rút túi trong, túi ngoài. Nhưng mà cái ở đây là phơm nó cực đẹp. Tại vì hàng Việt Nam xuất khẩu thì để kiếm những con áo khoác như thế này rất là khó kiếm nha mấy chị. Áo khoác đẹp á, chứ cái mẫu nó lên hơi bị... Hàng Việt Nam xuất khẩu thì đa số mẫu model nó ít lắm, nhưng mà một khi cái nào nó model thì nó bán chạy rất là chạy. Tại vì nó may lúc nào cũng mấy đường kim, mấy đường chỉ, và nó may cái đường may nó rất là đỉnh và cái form nó rất là đẹp ha. Rồi, khoác trắng em cầm 87kg. Cái con khoác này chị Thảo Hồ về mê lắm. Mê ơi là mê, mê hơn con cả cái con khúc nhung bữa trước luôn á, 220 của chị Thảo Hồ. Mê lắm nha mấy chị, mê là sự thật, tiền nào của đó là đúng sự thật nha. Rồi bỏ con này gọn vô đi con. Rồi, chào thân ái và bắp gái nha, mai gặp lại. À, chắc có lẽ sáng ngày mai 7 giờ em sẽ live riêng về cho mấy chị có chân mấy riêng nữa nha. Nha mấy chị nha, hồi sáng nay dậy 7 rưỡi rồi đó. Không ngủ quá buồn ngủ, quá thèm ngủ. Không, nằm trèo trực tới 9 giờ. Không quyết định nghỉ. Rồi chào tạm biệt mấy chị, cảm ơn mấy chị rất nhiều ha.